Trước khi chúng ta bắt đầu với cái nghi quỹ cúng khói Sur. Su thì đúng hơn. Thì chúng tôi thì chúng ta sẽ nói về cái truyền thừa và cái nguồn gốc của cái nghi quỹ này. Cái thực hành su này nó dựa vào cái một cái của vị Ban Thiền Lạt Ma lần vị Ban Thiền Đà Lạt Ma đầu tiên. Đây là Ban Thiền Panchen Lobsang Chögyal. Thì con xin lỗi đấy, ngài là ngài thứ tư. Và cái vị đầu tiên thì là học trò của ngài Tsongkhapa, sau đó thì đến cái ngày thứ rồi ngài rồi đến vị thứ hai, vị thứ ba, rồi đến cái vị thứ tư. Vị thứ tư, con xin lỗi, vị thứ tư mới là cái người mà viết cái nghi quỹ cúng khói su này. Vị vị Ban Thiền Lạt Ma lần lần thị, đầu tiên cũng được coi rằng hóa thân của Đức A Di Đà. Thì ngay ngay từ cái ngay khi mà khi ngài được cái đại điển khi mà trong cái quá trình mà ngài 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 trong cái đại điển phong lại lễ của ngài, thì ngài đã thị hiện cái thần thông chứng tỏ cái khả năng của mình, ví dụ như là lửa. Ngài ngài nhớ tất cả, ngài ngài thực hành, và ngài khi từ lúc mà còn nhỏ thì ngài đã học thuộc học học mà ghi nhớ toàn bộ cái nghi quỹ của Đức Văn Thù. Và sau đó thì ngài từ từ lúc còn nhỏ đến lúc lớn thì ngài đã thực hiện và nhận rất là nhiều cái nghi quỹ, cũng giống như thực hành rất nhiều, rất nhiều rất nhiều những cái truyền thừa hay là những cái nghi quỹ khác nhau. Và ngày ngày khi mà 14 tuổi thì trong 14 ngày ngài đã ghi nhớ toàn bộ cái phần phần cái nghi quỹ Lam Rim để thực hành. Đấy là cái con đường đi đến giác ngộ giải thoát, và chỉ trong 14 ngày thôi. Và đấy, tất cả những cái dấu hiệu này, tất cả dấu hiệu này cho thấy rằng ngài thực sự là một người, một vị thầy rất là đặc biệt và một vị thầy giác ngộ. Ngài rất là nổi tiếng ở trong truyền thừa Gelug, và có khi được gọi là ngài còn còn có tên là, thí dụ như là và ngài thí dụ và ngài ngài khi mà còn ngài được gọi tên là Kedrup, ngài 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 đạt giác ngộ sau khi nhập thất 3 năm 3 tháng 3 ngày, và ngài cũng đã trở thành cái bậc thầy, người thầy trực tiếp của Đức Đại La Lạt Ma đời thứ năm. Và ngài đã cống hiến cho cái giáo pháp của Đức Phật, và mang những cái và cho giáo pháp Đức Phật thì ngài ngài đóng góp rất là lớn. Còn trong ra trong truyền thừa Gelug thì ngài cũng là một người có những cái dấu ấn rất là sâu nặng, ví dụ như là ngài đã viết viết ra cái nghi quỹ về thực hành Mahamudra Đại Thủ Ấn. Đại thủ ấn thì không, chúng ta không 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 coi đại thủ ấn như là một cái nghi quỹ một cách rất là như thông thường, mà chính là cái cốt yếu của thực hành giáo pháp Đức Phật. Đấy là một trong những cái nghi quỹ tuyệt tuyệt vời. Và ngài ngài cũng đã truyền truyền ra rất nhiều cái giáo pháp và những cái bài giảng rất là tuyệt diệu. Và ngài cũng viết ra cái nghi quỹ cúng khói su này.
Đây là cái tôi xin trình bày một cách ngắn gọn về cái về 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 cái về cái truyền thừa hay là cái sự ra đời của cái nghị quỹ này. Vậy thì cái như những cái lợi lạc gì của cái việc việc thực hành cúng khói su? Su thì cái thực hành su này thì là một phần của là tức là có cái năm có cái năm 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 cái năm năm cái gọi là cái giác quan cúng cúng dường cái năm cái giác quan. Thí dụ như là như những cái giác quan mà chúng ta hay bị cuốn vào. Và cái kỳ nghị quỹ su này thì có rất là nhiều lợi lạc, thì có vô cùng rất nhiều những cái điều lợi lạc. Nhưng mà để tóm lược lại thì tôi xin trình bày là trong những cái điểm mà cơ bản, điểm thì cái điều đầu tiên đấy là tức là khi bằng cái việc mà cúng dường su thì cái người đấy tích lũy được cái công đức tương đương với cái việc mà bố thí hay là cúng dường đồ ăn lên 500 vị A-la-hán. Và bằng cái việc cúng dường su chúng ta cũng có thể viên mãn tất cả những cái ước nguyện của mỗi người, những cái ước nguyện. Và cũng làm tịnh hóa và xua tan đi tất cả những cái chướng ngại. Ví dụ như là bình thường chúng ta hay gặp những cái điều chướng ngại, điều khó khăn, ví dụ như là chúng ta có cái sức khỏe, vấn đề về sức khỏe, hay là chúng ta có nhiều người người ta ví dụ như người là chù ẻo hay ám sớ chúng ta chẳng hạn, có những chúng ta đôi khi chúng ta bị những cái vấn đề và chúng ta không chỉ như thế, thì tất cả những nếu như chúng ta thực hành su một cách đúng đắn thì nó có thể giúp chúng ta vượt qua được những cái điều chù ẻo ám chớ. Ví dụ như là bằng cái việc cúng dường su này thì chúng ta tịnh hóa và tiêu trừ những cái chướng nghiệp bằng của thông qua những cái việc mà những ám chú hay là những ma quỷ ám chớ gì đó, hay là và ví dụ như là chúng ta có làm công việc kinh doanh hay là công việc hay là chúng ta công việc của chúng ta thì chúng ta gặp những cái nó không có trôi chảy, ta gặp những cái điều khó khăn ví dụ với công việc, thì trong cái trường hợp này thì su cũng đem lại những cái lợi lạc vô cùng to lớn. Và một những cái một cái một lợi lạc nó và một cái điều lợi lạc nữa đấy là bằng cái việc cúng dường su chúng ta có thể vãng sinh vào cái cõi tịnh cực lạc, bởi vì nó viên mãn một trong một nó viên mãn cả bốn bốn cái điều kiện mà để có thể vãng sinh vào cõi cực lạc của đức của đức A Di Đà. Bởi vì là trong 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 cái nghi quỹ của đức A Di Đà thì ngài đã nói ra bốn cái nhân cơ bản để có thể một người khi mà thực hành theo cái lời vự nguyện của ngài mà viên mãn bốn cái điều kiện này thì được viện vãng tái sinh vào cõi cực lạc, thì su viên mãn bốn cái điều kiện của như đức A Di Đà đã nói trong kinh. Cho nên như các bạn thấy đấy thì đức thì cái việc mà cúng dường su đem lại một cái lợi lạc vô cùng to lớn, nó làm viên mãn tất cả các trí tuệ, nó làm cho trí tuệ của chúng ta ngày càng hoàn hảo. Chúng ta làm cho những cái đức hạnh của chúng ta tăng trưởng. Và đây là đây là những cái điều mà lợi lạc cơ bản và chính và cơ bản và chính
quan trọng nhất của cúng giáng sư, và thực ra thì cái nghi quỹ này thì nó rất là tuyệt vời như là chúng tôi đã nói, và tất cả những cái điều mà những cái nghi quỹ này thì nó những cái hướng dẫn trong nghi quỹ này đã là những cái nghi quỹ mà những cái lời chính xác đi ra từ bậc thầy và được những cái bậc thầy của truyền thừa trên truyền thừa của Gelug. Ví dụ như là nó thụ thuộc vào Gelug và các truyền thừa truyền khẩu truyền và các truyền thừa của khẩu truyền. Các bậc thầy cũng thực hành những cái nghi quỹ này, cho nên là những và nó bởi vì là nó truyền thừa qua các bậc thầy, từ bậc thầy này nói qua bậc thầy khác bằng cái phương pháp khẩu truyền. Thế 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 cho nên là không có cái sự nhầm lẫn, không không có sự nhầm lẫn, không có cái sự nghi ngờ. Thế cho nên là khi mà một đệ tử hoàn thiện và phát triển là thành một cái người mà đầy đủ những cái điều kiện thuận lợi để có thể trở thành bậc thầy, để trở thành học trò đệ tử của bậc thầy, thì lúc đấy người đấy đã sẵn sàng để nhận cái nghi quỹ xu. Và rất là nhiều cái nghi như những cái hướng dẫn mà các bạn sẽ thấy ở đây. Thì tất cả những cái hướng dẫn ở đây là các bạn đều nhìn thấy nó nằm ở thuộc gì, nó nằm từ trong những cái nghi quỹ khẩu truyền từ bậc thầy đến cho đến chúng ta ngày hôm nay. So now we discuss about, we then talk about, Và bây giờ chúng ta sẽ bàn tiếp về before we do the, generating the mind of enlightenment, đầu before we tiên thì chúng ta understand đầu the tiên world là or from our thought generating chúng ta starting with sẽ our khởi cái tâm Bồ đề, and bởi vì đây là cái tâm generating Bồ the đề, mind chúng of là chúng ta enlightenment. chúng ta cái quy y theo Đại thừa Phật giáo và So khởi we cái need to tâm giác ngộ tức là tâm Bồ đề. set up our Và motivation. bây giờ We need to đầu tiên correct chúng ta phải khởi khởi the cái thinking in our động cơ mind. tu tập. Because Cái khởi cái động cơ tu tập nó rất là quan trọng, bởi vì là như là ở đây tôi xin liệt kê những cái điều mà quan trọng, lợi lạc quan trọng nhất của cái việc để có thể nhận được được cái lợi lạc mà lớn lớn mạnh mà to lớn nhất thông qua cái việc thông thông qua việc thực hành. Thí dụ như chúng ta phải quán tưởng, chúng ta phải thực hành những cái cho chúng ta phải bắt ấn cúng giang bắt ấn, và chúng ta phải thực hành tụng các câu chú, các tâm chú. Thế nhưng và sau đó thì chúng ta thực hành cái phần chánh thực hành của cái nghi quỹ xu, thì lúc đấy chúng ta sẽ đạt được cái hiệu quả to như lớn lớn nhất, cái lợi lạc lớn nhất của cái việc thực hành xu, tức là bốn cái lợi lạc mà tôi vừa mới nói phía trên. Và bây giờ và đầu tiên là để thực hành để nhận được cái lợi lạc mà hoàn hảo nhất, thì đầu tiên chúng ta phải quán tưởng. Thì trước tiên mà vậy thì cái quán tưởng gì mà khi mà chúng ta trước khi đọc cái câu quy phát tâm Bồ đề, tức là sang ghế chỗ đang trước khi chỗ năm là cho chúng ta đưa đắc đi cấp sở chỉ đặc kỳ trên sở kỳ với sở chúng ta phân chia sang ghế chỗ ba sở. Tức là thì chúng ta quán tưởng gì? Chúng ta quán tưởng là trước mặt chúng ta Đức Quan Thế Âm, Đức Quan Âm tứ thủ, Đức Quan Âm tứ thủ trước mặt chúng ta, trên trên cái không gian trước mặt chúng ta, và vây quanh là tất cả chư Phật và chư Bồ Tát của mười phương. Và hãy nhớ lên và hãy nhớ về tất cả những cái điều mà lợi ta tất cả những cái đức hạnh mà không nghi ngờ gì của các ngài. Và bằng cái việc nhớ lại cái đức hạnh của các chư Phật thì chúng ta sẽ sinh ra được cái tín tâm. Cái tín tâm đấy có tất cả những cái năng lượng, chúng ta
thì cái tín tâm tin rằng các ngài đầy đủ những cái điều kiện, đầy đủ cái năng lượng có thể cứu chúng ta, cứu ta ra khỏi gì? Khỏi khổ, khỏi cái sự khổ, cái sự đau đớn của luân hồi, sinh tử. Và ngài, ngài có cái năng lượng, và chỉ có các ngài, chỉ có chư Phật, chỉ có chư Bồ Tát, chỉ có các ngài thôi mới là những người có đầy đủ cái điều kiện và năng lực làm điều đó. Và với cái tâm trí thành nhớ về những cái công đức và cái đức hạnh của các ngài, và chúng ta khởi ra cái được cái tín tâm mạnh mẽ, và khởi ra được cái nguyện, cái nguyện ước vô cùng mạnh mẽ. Nguyện ước vô cùng mạnh mẽ là mong muốn được cái gì? Đạt được cái giải thoát giác ngộ vì lợi lạc của tất cả các chúng hữu tình. Và sau đấy thì chúng ta sẽ đọc các bạn sẽ đọc theo từ Sushi Dagi Jin Sogi Pesanam Ki Tola Fenchun Sangye Drupa Shur Sudong Tuki Sonam La Chan Chupa Tudong Sushi Dagi Jin Sogi Pesanam Ki Tola Fenchun Sangye Drupa Shur Sudong Tuki Sonam La Chan Chupa Tudong Dagi Jin Sogi Pesanam Ki Tola Fenchun Sangye Drupa Shur. Right. Now, sangye cho da cho gi cho nam la chang ju bar da ni kyap so che means through the virtues that are collect by Tức giving là and other. chúng ta đã nói rằng là ý nghĩa là gì? Là qua những tất cả những thông qua tất cả những cái ba la mật mà chúng ta đã làm như bố thí cúng dường, thì con mong được thành Phật vì lợi lạc của tất cả các chúng hữu tình. Tức là chúng ta thực hành vì tất cả những cái chúng sinh khác, và sinh ra một cái đầu tiên là chúng ta nói bằng miệng thì đúng hơn. Thế nhưng mà chúng ta không chỉ bằng miệng, mà chúng ta nhưng mà từ cái tâm, từ trong đáy lòng mình, chúng ta phát khởi được cái tâm thực hành vì tất cả lợi lạc của tất cả những cái chúng sinh khác. Vì thông thường thì không có đủ, không đủ, tức là chứ không cứ chúng nhưng mà nói thì không có đủ. Chúng ta không thể nói rằng là tôi làm vị lợi lạc của chúng với chúng sinh với trước cả chúng hữu tình, và nghĩa là chúng ta đã làm lợi lạc của chúng hữu tình, mà chúng ta phải hành động về cái việc đấy. Và cho nên là khi mà cái nguyện của chúng ta đủ mạnh mẽ, thì nó sẽ tạo nên cái kết quả là chúng ta sẽ thực hành vì lợi lạc, và chúng ta khởi được cái tâm cương quyết, cái tâm mạnh mẽ để có thể thực hành đi tiếp, để thực hành những cái lục độ ba la mật. Bởi vì tại sao? Bởi vì chúng ta đang khởi cái tâm gì, chúng ta đang cố gắng sinh cái tâm gì, cái tâm cái tâm cái khởi cái động cơ, khởi cái tâm giác ngộ cho cái việc thực hành của chúng mình của chúng ta. Để và chúng ta nhớ rằng đây là cái lời đây 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 là cái thực hành chính thức. Đây đây và chúng ta ghi nhớ trong đầu, đây đây là cái thực hành cao nhất. Đây là cái thực hành mà tốt đẹp nhất, và nhớ trong đầu rằng, và hãy nhớ về Đức Quán Thế Âm. Và nhớ rằng là Đức và Đức Đức Quán Thế Âm trước mặt chúng ta, ngài rất là hoan hỷ, ngài rất là vui mừng với cái tâm mà quyết tâm, cái tâm chúng ta khởi ra, và cái quyết định của chúng ta. Và ngài tức là Đức tất cả các chư Phật và chư Bồ Tát trước mặt không gian chúng ta đều hoan hỷ và chứng cho cái lời phát nguyện và cái việc thực phát nguyện về cái việc mà thực hành của chúng ta. Và các ngài sẽ tan thành ánh sáng. Các ngài tan thành ánh sáng, đầu tiên các chư Phật và chư Bồ Tát xung quanh tan thành ánh sáng, hòa tan vào Đức Avalokiteshvara, vào Đức Quán Thế Âm, và Đức Quán Thế Âm. Và Đức Quán Thế Âm đang trước mặt chúng ta, đúng không? Và
Và lập tức Đức Quán Thế Âm đấy phóng ra một cái bản bản sao nữa của Đức Quán Thế Âm trước mặt chúng ta, và Đức Quán Thế Âm đấy hòa tan vào bản thân ta, và ta trở thành Đức Quán Thế Âm. Chúng ta sẽ trở thành Đức Quán Âm Tứ Thủ. Và từ cái tâm của chúng ta thì những cái chùm xạ thì những cái chùm tia sáng chiếu ra phía ngoài, phóng ra phía ngoài, và tìm và chiếu đến tất cả các chúng sinh. Khi mà cái ánh sáng chiếu đến các chúng sinh thì chúng sinh được tịnh hóa tất cả những cái ác nghiệp, và các ngài các vị đấy cũng sẽ trở thành Đức Quán Thế Quán Âm. Và khi mà cái ánh sáng đấy chạm đến những cái không gian xung quanh thì cái không gian xung quanh đấy sẽ trở thành cõi tịnh độ. Đấy là cái cách mà chúng ta quán tưởng. Đấy là cái quán tưởng của chúng ta khi mà chúng ta đọc cái câu cuối cuối cùng là con sẽ chinh trở thành Phật vì lợi lạc của tất cả chúng hữu tình. Thì chúng ta quán tưởng như vậy. À, và bây giờ chúng ta đã có khả năng đem lại cái lợi lạc. Chúng ta đã thực hành những cái thiền định. Đấy là một cái thiền quán đúng không ạ? Và chúng ta là cái thiền quán đấy, là chúng ta thiền quán rất là lớn. Và chúng ta hiểu rằng là chúng ta bằng cái phương pháp đấy, chúng ta đã đưa các chúng sinh được tịnh hóa ác nghiệp và trở thành và đưa cái cõi của xung quanh chúng ta trở thành tịnh độ, và chúng ta an trụ ở trong cái trong cho trong cái trạng thái đấy, trong cái tâm. Và chúng ta phải cảm được cái nỗi cái niềm hoan hỷ. Nhưng mà thông thường trong thực hành thì chúng ta hay là tụng liên tục, chứ chúng ta không có dành thời gian để quán tưởng hay là an trụ gì hết. Thì nhưng mà chúng ta nên dành thời gian làm việc đó. Và sau đó thì chúng ta, khi mà chúng ta quán như vậy xong thì chúng ta sẽ an trụ trong tĩnh lặng một lúc. Sau khi sau sau một lúc thì chúng ta bắt đầu tụng tứ tứ vô lượng tâm. Và chúng ta quán tưởng rằng thì trong cái quán tưởng là chúng ta đã mang lại cho chúng sinh những cái lợi lạc tối hậu, cái lợi lạc cao thượng nhất. Nhưng mà trong cái thực tế, tức là lợi lạc thành Phật đúng không? Nhưng mà trong thực hành, trong thực trong 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 thực tế nhưng mà trong thực tế thì chúng sinh cũng giống như chúng ta, đi qua tất cả, trải qua những cái khổ đau, những cái khó khăn ở trong cái cuộc sống, trong luân hồi sinh tử này đúng không? Bởi vì họ đã đâu đã thành trong 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 cuộc sống chúng ta. Nhưng mà chúng ta hiểu rất rõ cái chuyện đấy đúng không? Đúng rồi, trong quán tưởng của chúng ta đưa tất cả chúng sinh về cái cảnh giới giác ngộ. Nhưng trong thực tế thì các họ vẫn đi qua thực tế họ vẫn đi trong đau khổ. Thì chúng ta khi mà chúng ta tìm sâu cho cái những cái nguyên nhân sâu xa của khổ đau thì cái nguyên bởi vì tại sao bởi vì bởi vì là chúng ta thì chúng ta vẫn chúng ta vẫn bởi vì rằng là chúng ta không có bởi vì là chúng ta vẫn có cái sự bàng quang đối với người khác, chúng ta vẫn có cái sự thù thù ghét lẫn nhau, chúng ta không có tha thứ. Cho nên là để chúng ta phải chuyển hóa những cái độc đấy thành những cái bình đẳng xả. Để có được cái bình đẳng xả thì chúng ta phải thực hành tứ vô lượng tâm tại cái thời điểm này. Thầy xin lỗi, thầy không bảo là bình đẳng xả mà là tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm, chúng ta phải thiền định tứ vô lượng tâm. Chúng ta phải tứ vô lượng xả thì có vô lượng xả đúng không ạ? Bởi vì nếu như không có xả, không có bình đẳng xả thì không hề không có không 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 có một cái tình thương chân chính, cái tình thương mà không có điều kiện, cái tình thương mà vô điều kiện, tình thương mà không hề có bị nhiễm ô.
và không thể nào và không có được cái tình thương thì làm sao mà chúng ta có được cái tâm hỷ lạc? Thế thì tại làm thế nào để chúng ta có thể chuyển hóa được cái tâm của chúng ta trở được thành cái tâm bình đẳng xa? Bởi vì đầu tiên chúng ta phải đưa những cái đầu chúng ta nghĩ đến những người là những người chúng ta yêu thương nhất, đúng không? Hay là những người bạn thân thiết nhất của chúng ta, những thì chúng ta hãy quán tưởng những người đấy trước mặt chúng ta. Đầu tiên là chúng ta nghĩ đến những người thân thiết, những cái người ta, những người mà chúng ta rất là khởi được cái tâm yêu thương chân chính, chúng ta hãy quán tưởng họ trước mặt ta. Và cái đầu tiên cái suy nghĩ của chúng ta là gì? Ta muốn giúp đỡ, ta muốn hỗ trợ. Bởi vì là khi mà đối với cả những người yêu thương của chúng ta thì cái tâm thức của chúng ta rất dễ chuyển hóa cái tâm đầu tiên là ta muốn giết, ta muốn giúp, giúp bằng cách. Và cái điều thứ hai là gì? Là chúng ta đem đến những người mà chúng ta có một cái sự thù ghét hay là không vui. Bởi vì những người đã từng hại ta, những người mà chưa bao giờ làm những điều gì lợi lạc cho ta. Và đấy là mấy và đấy là cái suy nghĩ cho nên là khi mà đưa những người đấy ra, người đấy chưa bao giờ làm lợi cho ta thì cái coi như chúng ta bàng quang quan tâm gì cái nỗi khổ của họ, họ đã làm gì lợi cho ta đâu, đúng không? Và chúng có con xin lỗi, chúng ta được người cái lớp thứ hai là chúng ta đem ra những người mà người ta chưa còn muốn cái sự liên quan, những người mà chưa làm lợi cho chúng ta cũng không làm hại cho chúng ta. Và sau thứ ba là chúng ta mới đem đến cái người người mà cái những cái kẻ thù của chúng ta. Cái kẻ thù của chúng ta là những người đã làm hại ta, rồi làm hại của chúng ta, đã làm hại chúng ta bằng lời nói, bằng thân khẩu ý của họ. Now in this way, Và bằng cái cách như vậy, what we do see, now we thì say cái mà ta nhìn thấy, these three persons, chúng ta nhìn thấy ba cái thứ lớp người, ba cái nhóm người. Cái người thứ nhất là những cái người chúng ta yêu thương. Và những người thứ hai là những người mà chúng ta không quen biết. Và thứ ba là những người làm hại ta, những kẻ thù của ta. Thế thì những người làm hại ta thì từ cái phía của họ, họ cũng chỉ muốn hạnh phúc và không muốn đau khổ. Cái điều này là đúng, đúng không ạ? Thì tất cả những điều gì họ mong muốn chỉ là hạnh phúc thôi, không có đau khổ. Và từ cái phía của chúng ta thì chúng ta đều gần gũi với cả ba cái đối tượng này. Chúng ta đã gần gũi với họ thông qua không chỉ trong đời này mà trong những cái đời quá khứ. Bởi vì tại sao? Bởi vì họ đều đã từng làm cha làm mẹ của ta. Làm mẹ ta. Bằng cách như vậy chúng ta đưa cái ba cái đối tượng đấy về thì chúng ta cố gắng sinh được cái được 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 cái được cái tâm bình đẳng xả. Bởi vì chúng ta bằng cách là nhìn vào cái đối tượng ba cái đối tượng đấy mà chúng ta cố gắng đưa cái tâm của chúng ta có được cái bình đẳng xả. Và đưa cái và từ cái bình đẳng xả đấy là cái nguồn gốc của cái tình yêu thương vô điều kiện, và đó được cái gọi là người ta gọi là tình yêu vũ trụ, cái gọi là và bằng bằng cái cách đưa ba cái đối tượng người yêu thương, những người xa lạ và những kẻ thù của chúng ta trước mặt thì chúng ta cố gắng được sinh khởi. Cho chúng ta sinh được cái tâm bình đẳng xả. Và khi mà chúng ta đem hai cái đối tượng là cái đối tượng cái đối tượng là cái đối tượng mà chúng ta yêu thương và cái đối tượng chúng ta là kẻ thù của chúng ta, và chúng ta đặt
cái chuyện này rất là khó, nhưng mà chúng ta phải đặt cái tâm của chúng ta để suy nghĩ rằng cả hai đối tượng này không có gì khác biệt, họ đều mong muốn hạnh phúc và không muốn đau khổ, để chúng ta gì trưởng dưỡng được cái tình yêu thương đầu tiên, và chúng ta cái điều thứ hai là từ đầu tiên chúng ta sinh khởi được cái tâm xả vô lượng, bình đẳng xả, và sau đó thì chúng ta sẽ trưởng dưỡng cái tâm thương, yêu thương, tức là tâm bi, vô lượng bi, thì có vô lượng cái sự yêu thương khác nhau, đúng không? Và thường là đôi khi thì cái tình yêu thương của chúng ta thường bị dính với cả bám chấp, nhưng mà chúng ta đang hướng tới cái gì, cái yêu thương mà không có điều kiện, cái tình yêu thương mà muốn đem lại hạnh phúc cho người khác, mà hạnh phúc bởi vì người ta đang ở trong những cái hoàn cảnh chúng ta không phải là nói, chúng ta không nói là chúng ta yêu thương người này trong cái hoàn cảnh này hay hoàn cảnh kia, mà chúng ta đang muốn mở cái tâm với một cái điều kiện nào đấy, yêu người này vì là người ta như thế này, vì người ta như thế kia, vì người ta tốt với tôi hay cái gì, mà chúng ta muốn trưởng dưỡng, hướng cái tâm yêu thương của chúng ta tới với tất cả các đối tượng. Cho nên cái mục tiêu của chúng ta có thể trưởng dưỡng được cái tâm yêu thương hay tâm bi, đấy là chúng ta phải nhìn cái đối tượng đấy là cái đối tượng mà chúng ta yêu thương, cái đối tượng mà chúng ta phù hợp, thuận mắt của chúng ta, thì đấy chúng ta mới khởi được cái tâm yêu thương. Cho nên là để có khởi được có hai cái phương pháp, cái hai hai cái phương pháp để trưởng dưỡng cái tâm, cái tâm 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 yêu thương đại bi đấy, mà chúng nhưng mà tôi sẽ không đi cái phương pháp dài, mà tôi nói cái phương pháp mạnh mẽ nhất, cái phương pháp ngắn gọn mà mạnh nhất, đấy là hay là yêu thương, cố gắng yêu thương, quý trọng cái đối tượng người khác, đối tượng cái tha hơn là tự, tức là đối tượng người khác, yêu thương quý trọng người khác hơn là yêu thương quý trọng bản thân mình. Để làm sao? Đầu tiên để chúng ta làm gì? Tức là chúng ta hãy so sánh khi mà chúng ta yêu thương bản thân mình hơn là yêu thương. Bình thường chúng ta có thì chúng ta sẽ nhìn thấy những cái điểm, đầu tiên chúng ta điểm những cái lỗi lầm của cái việc là khi mà ta yêu thương ta nhiều yêu thương người khác. Và sau đó thì chúng ta sẽ hiểu rằng chúng ta cần phải yêu thương người khác hơn nhiều người ta. Bởi vì là để có thể yêu quý trọng và yêu quý cái người khác, đây là cái cách để quý trọng, để yêu thương, để trân trọng người khác, đấy là cái phương pháp duy nhất, cái phương pháp mạnh mẽ nhất để chúng ta có thể trực tiếp mà trưởng dưỡng cái tâm đại bi, cái tâm bi. Và chúng ta nghĩ rằng và nghĩ rằng tất cả các đối tượng đều đều đã tất cả những cái vị đấy đều đã từng là mẹ của ta. Và chúng ta sinh ra được cái tâm yêu thương đối với cái đối tượng bên cạnh đấy. Và với bằng cách luyện tâm như thế, luyện tâm mình để có thể quý trọng, trân trọng người khác hơn bản thân mình. Bởi vì thường là chúng ta trân trọng chúng ta nhiều hơn, trân trọng ra quá nhiều. Và chúng ta không nhìn thấy cái lợi lạc của cái việc mà trân trọng những cái đối tượng khác, những cái người khác. Khi mà chúng ta trưởng dưỡng được 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 cái tâm quý trọng người khác, thì đến một ngày nào đấy chúng ta sẽ có được cái tâm bi. Khi mà chúng ta làm được cái điều đấy rồi. Cái tâm bi này nó cũng rất là lạ, đúng không? Bởi vì rằng là cái tâm này làm cho chúng ta có cái bởi vì là cái tâm này nó sẽ phải khởi cho chúng ta bằng cách là chúng ta sẽ có được cái tâm nhìn được cái vẻ đẹp, nhìn những cái điều tốt đẹp trong những cái đối tượng khác. Và khi mà chúng ta thì đấy là một cái tình yêu rất là độc độc lạ, bởi vì chúng ta làm được cái điều đó, chúng ta nhìn những cái điều đó. Và khi mà chúng ta yêu thương đối với tương và khởi được cái tâm yêu thương, thì lúc đấy chúng ta yêu thương người ta, bởi vì tại sao? Thì lúc đấy chúng ta sẽ mong khởi được cái thiết tha nhất, mong được người ta được hạnh phúc. Bởi vì
cultivate that all beings have happiness. That's difficult. So it is Nếu như lúc ấy quite difficult to chúng you know ta cultivate chúng that nếu mà chúng ta không trừng tượng được patience, cái tâm đấy thì chúng ta không thể nào mà sincerity with all có được cái sự sincerity, mà mong muốn một cách chân tình with đối với tất sincerity cả, chân thành đối với tất cả in những cái đối, seeing cho nên all là beings, chúng ta phải nhìn được thì chúng ta phải chúng ta phải nhìn được tất cả, chúng ta phải phải khơi được cái tâm đấy không chỉ bằng lời, bằng chính bản thân tâm đấy để nhìn được, bằng một cái tâm tha thiết chân thành nhất nhìn được cái sự tốt đẹp của người khác, trân trọng người ta và khơi được cái tâm yêu thương không hề điều kiện, không hề có điều kiện, không hề bị nhiễm ô, và cái tâm và cái sự yêu thương đấy có thể hướng tới tất cả các khiến tới tất cả các chúng sinh khác. Bởi vì chúng ta không làm được hiện tại bởi vì chúng ta không có luyện tâm mình. Bởi vậy thế cho nên chúng ta phải luyện tâm mình thì chúng ta thì khi mà chúng ta trừng dưỡng được cái tâm đấy thì chúng ta sẽ mong muốn người ta thoát ra khỏi đau khổ, không bị dính và mong muốn người ta không còn bị cái đau khổ chướng ngại này nữa. Bởi vì bây giờ làm như thế nào? Bởi vì tôi đã nói chuyện này rất nhiều lần từ từ lâu rồi đúng không ạ? Khi mà chúng ta nói về cái hiệu quả của cái thực hành, thì đấy là bởi vì tại sao mà chúng ta phải suy nghĩ, chúng ta đào sâu cái suy nghĩ, bởi vì chúng ta phải tạo ra được cái cảm xúc. Chúng ta thực hành, chúng ta phải có cái cảm xúc, chúng ta phải có cái cảm xúc trong trong mình, trong bản thân mình, vì cái cảm xúc trong đấy nó sẽ, bởi vì là chúng ta, tại sao chúng ta không có cái cảm xúc, vì chúng ta chưa được, chúng ta hề không hề có cái sự liên hệ đối với bản thân mình trong cái thực hành đấy. Bởi vì là bởi vì bây giờ chúng ta nghĩ là thí dụ như là nói rằng là thí dụ như là ta đã đau khổ như thế nào, ta đã trải qua ba nỗi đau khổ, tám đau khổ như thế nào, chúng ta đã trải qua những đau khổ bên trong và bên ngoài, bởi vì tại là chúng ta đã tin vào mọi thứ đều là thường hằng, chúng ta tin rằng và chúng ta đã yêu yêu cái tự yêu cái bản thân mình quá, chúng ta trân trọng bản thân mình quá. Và khi mà chúng ta nhìn được tất cả những cái này thì chúng ta khởi được cái tâm cái tâm tâm cái tâm cái tâm cái tâm chúng ta phải liên hệ cái sự đau khổ đối với cái đau khổ này thì chúng ta mới khởi được được cái tâm muốn thoát ra khỏi cái sinh tử luân hồi, chúng ta mới khởi được cái tâm cái quy y chân chính. Và tâm xả ly, và bây giờ khi mà vì là bởi vì là bởi vì ta chạy qua đau khổ, ta muốn thoát khỏi đau khổ, ta muốn vượt qua được 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 đạt đến cái giải thoát giác ngộ, cho nên ta muốn tất cả cứu tất cả các chúng sinh khác, ta cũng yêu quý tất cả. Và khi mà chúng ta biết trân trọng yêu quý những cái đối tượng khác hơn bản thân mình, đấy là cái nguồn gốc duy nhất để chúng ta có thể mạnh mẽ nhất và duy nhất để chúng ta có thể khởi được cái tâm yêu thương vô điều kiện, cái tâm đại bi. Và mong mong được người ta có được cái hạnh phúc mà người ta mong muốn có, và muốn được cái hạnh phúc đấy thì chúng ta cũng phải dựa vào chính với cái trải nghiệm của chính bản thân mình để khởi được cái tâm như vậy. Và sau đó thì chúng ta bên ở trang số 7 ạ. Quý vị giờ trang số 7.
So with this, four immeasurable thoughts, now the net, now Và thông qua cái việc mà we can khởi cái attain từ vô lượng tâm, now, thì trong cái quán tưởng đấy chúng ta sẽ thực hành gì? Chúng ta thực hành gì trong cái phần quán tưởng này? Now, all the objects of the merit field, right? All the objects are, I mean, Thì you have visualized Avalokiteshvara in front of you. This chúng ta đã có Đức Avalokiteshvara finally, Quán Thế Âm trước mặt chúng ta, thì Đức Quán Thế Âm đấy this light finally dissolve into me. và Dissolve into khi me. có một cái bản sao của Đức You Quán Thế Âm, dissolve nó into thành ánh I, sáng hòa tan vào tâm you ta. from your Ta. crown and also from your Và heart ta sẽ hòa tan. simultaneously. Hòa tan thành ánh sáng. Hòa tan thành hai cái bức hành dáng của chúng ta, là từ đầu chúng ta hòa tan xuống thành ánh Then sáng. Và từ chân của chúng ta cũng you hòa tan also từ ngược dissolve lên vào ánh sáng. Và into ta. light. Và ta. You also begin to dissolve into light until Và this chúng ta sẽ hòa completely tan. attain Và chúng joy. ta hoàn tan ánh sáng. Khi chúng This ta tan hết thành ánh sáng thì tại cái thời điểm đó nothing left. không còn một cái gì nữa, đúng không ạ? Usually in our day-to-day life, everything is Vì seeming thông so, thường và I see bình thường ở trong cuộc sống của chúng ta thì mọi thứ tồn everything tại một is cách so rất là vững chắc, cho perfect, chúng ta nhìn thấy mọi sự rất là rõ ràng, đúng không ạ? perfect Để clearly, tồn tại một cách peaceful, rất là, solid, bởi vì steady, chúng ta tin rằng mọi sự đều stable, tồn tại một cách rất là chân thực và rõ ràng. comes hurt, attachment, all this anger, hatred, all this comes. Chính vì thế mà bởi vì là chúng ta nghĩ cái mọi chuyện nó rất là thường hằng rõ ràng và cố định thế, cho nên chúng ta mới sinh ra yêu thương thù ghét. Và bây giờ tại thời điểm này thì tâm tâm của chúng ta đang hòa tan thành tánh không. Tánh không, trong không còn một cái gì nữa, thì tức là chúng ta hiểu rằng là ngay cả tức là trong cái tự tất không còn một cái gì vững chắc, không còn một cái gì mà gọi là chúng ta nghĩ nó chắc chắn tồn hữu nữa, và tất cả mọi sự đều tan tan vào trong tánh không. Và chúng ta sẽ trụ trong tánh không đấy, trụ đấy chính là thiền về tánh không. And then remain in that state for a while. Và chúng ta sẽ an trụ trong tánh không đấy một lúc. We feel much happier. Và khi an trụ ở This trong tánh không thì chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn một chút. grasping, craving, This Và problem is not problem, trouble. khi mà chúng ta không có cái suy nghĩ thì chúng ta sẽ tâm của chúng ta nhiều khi And nó cái then thèm pain muốn, attacks. nó mang cho chúng ta rất là And nhiều then thứ, những cái khó khăn. Và khi an trụ trong tánh after không như that, thế một lúc then we do thì the gratitude and inviting chúng ta awareness. lại chúng ta lại tự quán Do tưởng, the quán tự surrender thân một lần nữa offering. và bắt đầu cúng dường su. Before we do the surrender offering, Trước khi mà cúng dường su you mean, thì chúng ta phải tự quán can tưởng. we do the surrender offering in ordinary form? Right. Chúng ta Yes, có we thể can cúng do. dường su dưới We dưới can, cái thân tướng but thình bình thường của chúng ta được không? simultaneously, Đương it nhiên. is more powerful. Nhưng mà khi mà cúng dường su dưới cái quán Have the tưởng soul là Đức Quán as Thế you, Âm thì cái thực hành nó sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. When you arise yourself as Và deity, nó because you are the và one nó và, và doing all these things, surrendering. So rather than doing this surrendering in an ordinary way, sometimes it vì is thế cho nên là thay vì powerful. chúng ta cúng If dường su dưới you cái quán tưởng think thông that thường bình I am thường Buddha, thì chúng ta this sẽ is generosity, Avalokiteshvara, và concept. chúng ta hãy quán tưởng và nghĩ rằng ta chính là hiện thân của Đức Quán Thế Âm, Right. So và therefore, thực hành cái cúng dường su into the thì everyday lúc đấy in nó sẽ many mạnh mẽ hơn rất. rituals, practice, ritual practice, you will see the self-generation. That is called arising, thinking yourself as deity. Thì tức là cái phần đầu tiên, tất cả những cái thực hành đầu tiên của chúng ta, thực hành So, trong rất nhiều cái now loại thực hành, chúng ta đều có cái phần tự quán tưởng này. Thì ở đây là cái phần tự quán tưởng mình là Đức Quan Âm Tứ Thủ. okay. So here, what really happened is now Và ở everything cái is thời điểm deity, này right? We thì just tất cả đều là tánh không, đúng không ạ? there's nothing left. À. Now from that emptiness, now from that empty state, now Cái tánh from không that empty đấy. state, Từ tánh không đấy. you arise yourself as Konam Avalokiteshvara. Ta sẽ tự hiện thành Đức Quán Thế Âm. White Ta color, lại tái xuất hiện. two hands, Thân hình màu trắng. Thầy nói là white hai color, tay, nhưng mà phải bốn tay chứ. right? Two Hai tay hay hands là bốn tay? and one Hai holding the tay. man, the mala, white mala. À, And one bốn holding tay nhé. the lotus. Hai tay à? Oh, one Thầy is nói holding là the form, but here, có usually, cái điều mà one can visualize the, con arm Avalokiteshvara as
Tức là chúng ta quán ẩm là chúng ta quán tưởng là Đức Quan Âm hai tay, một tay cầm chuỗi tràng, một tay cầm bông sen. Nhưng các quý vị nhớ rằng là cái hình vẽ ở đây nó không có đúng, thầy muốn nói thế là thầy thầy bảo có thể quán tưởng bốn tay hoặc là hai tay, nhưng thông thường chúng ta quán tưởng Quan Âm hai tay, một tay cầm chuỗi tràng, một tay cầm cái hoa hoa sen. Nhưng mà và ngài Đức Quan Âm thì ngồi ở cái tư thế tọa thiền. Ta có thể nhìn thấy ở đây thì cái hình vẽ chúng ta làm cái gì, hình vẽ vẽ như chúng ta quán tưởng như vậy. Và chúng ta ở trên cái ba điểm trán, cổ họng và tim thì chúng ta có là màu có chủng từ om a and she, thì đây là om màu trắng, a màu đỏ và she màu xanh, xanh dương. Và chúng ta sẽ quán tưởng như vậy. Khi mà ta quán tưởng ta thành Đức Đức Quán Thế Âm thì chúng ta nghĩ rằng ta chính là Đức Quán Thế Âm, và chúng ta tập trung vào cái chủng tự she. Và từ từ cái chủng và chúng khi mà chúng ta focus vào tập trung vào cái chủng tự she thì chúng ta bắt đầu thành trì cái tâm chú của Đức Quán Thế Âm Omni Padme Hum. Và sau đấy thì chúng ta mời các vị khách, đúng không? Khách mời của chúng ta. Vì cái vị khách mời, bởi vì cái vị khách mời là cái đối tượng của chúng ta cúng dường su, đúng không ạ? Và trong cái thì có ba bốn bốn cái vị khách chính, bốn cái thứ lớp khách chính, bốn đối tượng khách chính, bốn đợt khách mời. Đối tượng thứ nhất, đối tượng là bậc thầy, là các bậc thầy của truyền thừa. Và các vị và chư Bồ Tát, chư Phật, chư Bồ Tát, bậc thầy. Và tất cả thứ hai là cái thứ hai là các vị Đa Ca, Đa-ki-ni, không hành mẫu và tất cả các vị hộ pháp. Và cái bậc thứ ba tức là sáu chúng sinh trong trong sáu 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 nẻo luân hồi. Chư thiên này, chư Atula này, chư nhân, chư thiên, chư nhân, con người, nhân loại này, rồi súc sinh, tịnh quỷ. Và thứ hai là và đối tượng thứ tư đấy là cái đối tượng mà tất cả những cái chúng sinh hay những cái đối tượng mà ta có nợ, đúng không ạ? Cho chúng ta đã nợ nần, chúng ta đã có nợ nợ trong cái chúng ta đã có nghiệp, có sự liên quan. Cho nên là chúng ta kính mời bốn cái thứ lớp khách mời này để cúng dường sư. Chúng ta phải mời các vị khách trước. Nếu chúng ta không mời thì chư vị không tới. Cho nên ta phải mời, đúng không? Chúng ta sẽ quán tưởng. Chúng ta quán tưởng mình là Đức Quán Thế Âm. Và tâm của chúng ta là chủng tự si thì cái ánh sáng chiếu ra ngoài. Và ánh sáng đấy cung thỉnh Đức Phật Thích Ca. Phật Thích Ca cùng bên cạnh xung quanh là chư Phật và chư Bồ Tát.
Bậc thứ hai, thứ hai là ngài Kim Cương Thủ, cùng với tất cả các vị hộ pháp Dakadakini nữa. Và cái thứ lớp thứ ba đấy là Buddha Shakyamuni, Vajrapani, and then à. what was that? Avalokiteshvara, right? Guanam, Guanam surrounded by Và six classes of beings, right? tiếp tục thứ là thứ Six ba classes là of Đức beings. Quán Thế Âm. Các Thế Quán Thế And Âm also đi this cùng với tất cả các chúng sinh của lục đạo luân hồi. higher girva, Và said there's one higher deity, you know, red deity, là who và is Đức called as one of compassion, you know, và đấy là and so cái vị mà qualities. cái vị Harigeva, So he is surrounded by all the interferers, distractors, tức là cái tướng phẫn nộ của Đức Quan those Âm, beings vị to Quan whom Âm đầu ngựa ấy. you debt, and Vị also đấy, the public Harigeva, vị đấy đi cùng với tất in cả front những of cái you, người mà chúng ta đã Buddha có Shakyamuni. cái nợ trong luân hồi sinh tử. Chúng ta đã có nợ nần. Vajrapani À, surrounded, you know, cho nên this tôi sẽ deity. nhắc lại. And Đầu on the tiên right side, là Đức Vajrapani. Thích Ca đi cùng với tất Avalokiteshvara cả các chư Phật và Bồ on the Tát. left side of Thứ hai, Vajrapani is higher girva surrounded by all these guests. và sau đó là Đức So we visualize like this. Quan Then we have better idea Kim Cương Thủ, how we can pursue đi cùng với tất cả các that. chư hộ pháp còn và chư Dakadakini, và sau đó là Đức Quán Thế Âm đi cùng với tất cả các chúng sinh của lục đạo luân Then, hồi. Và thứ after tư that, you know, đấy là again bên bên sitting tay trái, in front of you, bên tay you get phải that they are all là seated right in front of you. Harigeva, tức Yeah, là that's tướng you phẫn know nộ what to mặt do ngựa của now. Đức Quán You Thế know what Âm to do. đi cùng với tất cả So những cái chư vị mà chúng ta có nợ trong sinh tử luân hồi, we need to, it's not that, you know, we have something right. We gọi need là to chúng ta offer có food, nghiệp. you know, normal food. We cannot eat right away when we, but Và we need to offer. Just as we need to offer thì to đầu tiên you know three jewels, we thì need bây to giờ offer chúng food ta to có đồ them. cúng rồi, nhưng mà chúng ta không thể nào And then các chư because vị có thể thọ hưởng ngay được, mà first chúng ta we phải need cúng to dâng, cleanse đúng them, không? you know. Đầu tiên thì chúng ta phải lau rửa. So at this point, if you have not, you know, Tại cái removed thời the điểm suri, này, then you need to put the suri, okay? nếu mà chúng ta chưa có xu thì chúng ta phải mang xu ra ngoài, ok? Nếu chư vị và các vị mà có đang trong cái khóa lễ mà chư vị có thì hãy làm theo cùng thầy Okay. luôn. Then it says mantra to Và cleanse the offering. First we chúng need ta to đầu cleanse tiên là chúng ta tịnh them. We hóa, cannot do offering right away. We need to chúng ta cleanse tịnh them. hóa And những cái mantra for cleansing is Om Namo Shivaya những cái Om những Namo Anahana Humpe, right? cái Om tịnh Namo hóa những cái phần vật cúng dường Shivaya thì Vajrapani chúng ta sẽ đọc Kundali Om Vajra Hanahana Amrita Humpe. Kundali When Hanahana you do Humpet. this, you emanate, you know, some there's a one deity called, you know, wrathful deity, Amitabha, Đây là right? một cái câu chú, You cái câu emanate chú của the một một beauty một of cái bổn tôn Kundali phẫn from your nộ. heart, you know, Ngài tên là Kundali. from the Kundali, beauty of Kundalini, ngài có cái the thân light tướng source màu xanh lá, from the rays of thì light of this small, you know, Kundalini gì rays, you know, they chase away thì all the obstructors on thì this bằng bằng path. cái bằng Sometimes obstructors there, bằng bằng some obstructors, then you need to bởi chase vì away là those old age, khi mà chúng ta làm emotions, khi khi mà chú chúng old ta hiểu rằng là chúng ta có come cái into your syllable tree. That's it. thì từ từ cái từ The light of cái tâm của Sri, chúng ta thì you know, cái ánh sáng, cái chữ goes tự into your suy symbolic phóng ra center, phóng and then you cho chúng visualize ta this, you do like this, chúng ta quán do tưởng là this, các chữ bổn tôn của Kundalini Hanahong Phật then đi ra ngoài spine và of mang Vajrapani is now purified into tịnh energy, hóa tất cả những cái phẩm vật continuous, cúng you know. dường. So purified and continuous now, as I said, Và khi mà tịnh hóa xong thì as I said, các vị quay lại và hòa tan vào we trong tự do, tri tiếp. you know, when we do the, you know, any kind of ritual, you know, don't think that this is solid. Khi This mà is not solid. This is where và khi energy mà is, chúng it's not và chúng solid. ta chữa Energy chữa chữa is khi mà moving và và around, và chúng ta bắt đầu vẩy cái nước mà you cúng know, dường của chúng ta lên. the Nhưng mà khi mà chúng ta cúng spine dường thì chúng ta phải nghĩ rằng we think chúng that ta cúng dường đấy, nhưng cái phẩm vật đấy nó không tồn hữu một cách chân this thực, sure offering một cách rõ ràng. into Thí dụ như chúng ta cúng dường xu everything xu đợt there đấy, nhưng mà nó is không phải, you
Bởi vì rằng là chúng ta phải nghĩ chúng ta phải nghĩ rằng tất cả mọi cái sự này nó không đều 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 không phải tồn hữu một cách chân thực, và tất cả mọi sự này đều có thể là có thể hòa tan thành ánh sáng. Tất cả mọi sự là cái sự thị hiện của khắc sắc hay không. Thế cho nên, và bây giờ chúng ta hòa tan tất cả những cái phẩm vật cúng dường này vào trong thánh không, và chúng ta an trụ tất cả các phẩm vật này trong thánh không, và chúng ta an trụ trong cái trạng thái của thánh không này một lúc. Và từ cái từ 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 và từ từ cái này thì chúng ta có cái to có cái chủng tử broom broom tiếp tục. Và cái đấy cái chủng tử broom đấy là tượng trưng cho cái tâm cái tâm đại hỷ hỷ lạc của chúng ta. Và cái chủng tử broom đấy thì sẽ chuyển hóa thành gì? Chuyển hóa thành cái thành 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 cái thành cái thành 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 cái thành 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 cái thành cái thành cái mà cái đựng xu cái đựng cái phẩm vật xu. Và ở đây thì ta nhìn thấy nó nhỏ nhỏ thế này đúng không? Nhưng nó không nhỏ nhỏ như vậy mà chúng ta phải quán tưởng nó rất là lớn. Và chúng ta phải gia trì cái phẩm chúng ta phải gia trì cái phẩm vật xu này với cái câu chú Om Ahum. Và ở đây thì chúng ta ở cái trang số 12 đúng không? Khi chúng ta đọc Om Ahum. Thì chúng ta bắt đầu. Đây là chúng ta có cái thứ tự là chủng tử ôm màu trắng ở dưới, a đỏ ở phía trên, và trên nữa là chủng tử khung màu xanh dương. Và chúng ta bắt đầu quán tưởng đọc và ôm a khung. Khi mà chúng ta gia trì cái phẩm vật này với cái chữ Om Ahum thì có những cái thì những cái chùm ánh sáng cái chùm ánh sáng màu trắng cái chùm ánh sáng phát ra từ chủng tử Om Ahum, màu trắng thì phát ra từ chủng tử Om, màu trắng màu cái chủng tử từ từ cái chủng tử hung là màu xanh dương, a là màu đỏ và ô màu màu lá. Và khi mà cái màu xanh dương cái ánh sáng cái màu xanh đấy cái chủng tử màu xanh đấy thì cái ánh sáng màu xanh đấy tất đem tất cả những cái gì mà dinh dưỡng năng lượng những cái gì tốt đẹp nhất của thế gian này và hòa tan vào cái chủng tử ôm và cái chủng tử hung này hòa tan ánh sáng màu xanh này quay trở lại vào cái chủng tử ôm và hòa tan thành vào trong cái tủ su. Và lúc này thì lúc này thì lúc này tất cả những cái xu này nó mới mang cái hình dáng tốt đẹp và phẩm vật đa dạng nhiều cái năng lượng nhất. Và đến bây giờ đến màu trắng, ánh sáng màu trắng
À, ánh sáng màu đỏ, con xin lỗi. Ánh sáng màu đỏ đi ra từ chủng tử A. Và khi mà ánh sáng màu đỏ chiếu ra các ánh sáng thì tất cả những cái tương tự như vậy, tất cả những cái điều gì tốt đẹp nhất của thế gian này sẽ hòa tan vào trong cái chủng tử A. Và chủng tử A hòa tan và dòng A hòa tan vào Su. Và khi mà chủng tử A hòa tan vào trong Su thì Su sẽ trở thành tịnh hóa. Đúng không ạ? Trước tiên là hung đem lại rất là nhiều phẩm vật đa dạng và ngon lành. Hay là và thứ hai, khi mà cái thứ hai thì cái phẩm vật khi đọc chữ A hoặc là chữ A vào thì chủng tử su, thì su nó không 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 trở thành một cái gì, nó sẽ trở thành một cái gì đấy nó rất là không hề bị vướng bận, không hề bị bẩn, không bị vướng bận một cái gì. Và sau đấy chủng tử ôm, cái ánh sáng từ chủng tử ôm màu trắng, ánh sáng màu trắng cũng đi ra khắp vũ trụ và mang về tất cả những cái gì, những cái gì tốt đẹp nhất, những cái phẩm chất tốt đẹp nhất của và hòa tan vào chủng tử ôm. Chủng tử ôm màu trắng. Chủng tử ôm màu trắng tan thành ánh sáng và hòa tan vào Su. Và Su này sẽ trở thành vô lượng. Bất cứ cho dù có bao nhiêu người hưởng thọ hưởng thì cái Su này cũng không bao giờ hết. Cho nên là Now this offering, the smoke, the smoke, what is the this smoke? Because now you burn it. When you và bây burn, giờ chúng ta khi mà chúng ta đốt phẩm vật su thì nó sẽ trở thành gì? Nó sẽ trở thành 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 khói, đúng không? Vậy thì cái chất lượng, cái điều kiện của cái ánh sáng, của cái khói này như thế nào? Thì cái ánh sáng, cái khói này cũng mang đi năm cái điều kiện. Năm năm cái điều kiện ai mong muốn. Khi mà chúng ta gặp khói thì có phải là cái mắt của chúng ta cay cay đúng không, chảy nước mắt, có khi là còn chảy nước mắt vì nhiều khói quá. Nhưng mà ở đây không không phải như vậy, mà bởi vì là mỗi khi mà cái khói này, cái khói này chạm vào mắt ta, khói này mang theo cái sự hỷ lạc gia trì. Rồi chạm vào tai của ta. Và nhìn chúng ta nhìn thấy cái ánh sáng của cái cho chúng ta nhìn thấy cái làn khói nó bay lên và gió thổi cái làn khói đấy bay ra. Khói đấy bay đi khắp. Cái khói này nó không chỉ trải ra một cái quãng này, mà nó sẽ trải ra những cái khói cúng dường này, nó sẽ trở thành những cái âm thanh tuyệt diệu trải khắp khắp cái đại địa thế gian. Và xong đó đến và đến cái mũi, đúng không? Nhĩ nhĩ tỳ thiệt nhĩ tỳ thiệt đó. Và thì khi đến mũi của chúng ta thì chúng ta tận hưởng được gì? Những cái mùi vị tuyệt vời nhất. Bởi vì, nhưng mà các quý vị đều nghĩ đến cái nước hoa. Nước hoa thì chúng ta thường nghĩ nó thơm, nhưng mà đây thì chứ không phải, nhưng mà đây không phải là nước hoa, mà là cái mùi vị mà dễ chịu, ngọt ngào nhất thế gian này. Và đến tiếp tục đến cái lưỡi của chúng ta, đúng không? Thì khi cái khói này khi cái ánh thì khi mà cái ánh sáng đấy ánh à, cái khói ra thì là năm cái luồng ánh sáng chiếu. Thì cái khi mà cái nguồn thứ nhất là chạm vào cái
cái mắt đúng không? Chạm vào tai, chạm vào mũi, và khi chạm vào lưỡi của ta thì nó sẽ mang đến miệng ta, nó sẽ mang được cái vị tuyệt vời nhất của nhân gian, và chúng ta tận hưởng được. Và cái đối tượng và cái vị đấy là cái mỹ vị mà chúng ta không thể nào mà tưởng tượng ra được. Và khi mà chúng ta cúng dường lên những cái chư vị, những cái chư vị khách của cái vị, những cái chư vị giác ngộ, những cái đức Phật, thì chúng ta nhận được cái sự gia trì. Và khi mà ví dụ như cái đối tượng của địa ngục ngạ quỷ nhận được cái chạm vào cái thì người ta trưởng dưỡng được những cái đức hạnh mà họ chưa có. Đến các chúng sinh ở địa ngục hay ngạ quỷ thì họ trưởng dưỡng được những cái đức hạnh mà chưa có. From this state of emptiness, the cerebral form appears to Và symbolize the khi mà actuality of your non-dual wisdom experiencing emptiness with great bliss, the cerebral room transforms into a precious vessel, vast and spacious. The cerebral om ah who appear above the vessel and melt into light, which Đấy. transform into Tức a là vast thầy sphere thầy of đọc light, lại từ cái câu providing phần trên, tức là đầu tiên chúng ta gia trì ôm Kundalini nó hung phệt, và sau khi mà chúng ta an trụ trong cái tịnh hóa trong tánh không rồi thì chúng ta bắt đầu quán tưởng ở trong tự Brum, hóa hiện thành cái nơi mà đựng cái phẩm vật cúng dường, và sau đó chúng ta ôm a hung ôm a hung và khi mà chúng ta ôm a hung thì chúng ta phải phải có một cái khoảng thời gian, chúng ta dành thời gian để cho cái tâm của chúng ta quán tưởng, đúng không ạ? Now after that, after Om Ahu, it's done, right? Now after Om Ahu, you bless, you know. Now you bless. Now this is very special, special sure substance. It's not Và ordinary. sau đó Now after that, thì chúng this ta sau khi happiness, you mà know, the purest sure that you will ever find. thì chúng ta khi mà chúng After ta that, đọc xong now thì we are chúng ta đã given gia that trì được cái wonderful phẩm vật su, và khi cái phẩm vật su này được cái nhận sự gia trì rồi, nó là Now phẩm at vật this tuyệt point, vời now nhất we realize mà that chúng we ta need có to thể cúng light. dường. We don't go, yeah. We better don't go, yeah. It takes time, you know. Then it called Namasavatatakata Avalokete Om Chúng Sambara ta đọc cái câu It says chú Onamo Satakata Valakite Om Sambara Sambara Hum. right. So So Namasavatatakata Avalokite Om Sambara means, you know, I offer this sure offering to Cái all the câu all cái 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 this câu này this có nghĩa this là is the meaning, right? And then nghĩa when là you do this chúng whole ta cái câu này là Sure Namasa offering Tata cái Avalokiteshvara là cái câu ý nghĩa là alone, con xin cúng dường cái phẩm vật này, ý là như thế. usually, you know, it says, you know, here it means Om Namasavatatakata Avalokite Om Sambara, right? Here we do this, you know. Namasavatatakata Avalokiteshvara. This is the hand mudra. Thì khi Namasavatatakata mà chúng ta đọc cái câu chú này thì chúng ta đọc bắt ấn, So cũng we bắt do ấn this theo seven times. chúng ta Namasavatatakata Avalokiteshvara manamasavatatakavete Sambara basambara sambara namasavatatakavete basambara Namasavatatakata Namasavatatakata Okay, we at that time I think we better, you know, this you know, burn the sur. If you have sur, you can burn, you Và know, at least. đến cái thời điểm này thì chúng ta, nếu như chúng ta có xu thì chúng ta sẽ đốt xu. And then, yeah, we leave it like this, you know. The important thing is we visualize, you know. Yeah. Now the À, smoke, và you khi mà chúng ta đốt thì chúng ta sẽ cứ know. để đấy để cho nó chơi.
Và chúng ta phải hiểu là, và cái quan trọng là khi mà chúng ta quán tưởng, đúng không? Và khi mà cái làn khói này nó không chỉ là quanh quanh đây, mà cái làn khói này, cái làn khói này nó sẽ ngập khắp đại địa thế gian, nó mang theo tất cả những cái phẩm chất tốt đẹp nhất để cúng dường, và nó có thể biến thành tất cả những cái gì mà ta mong muốn. Và khi mà đấy khi mà khi chúng ta bắt chúng chúng ta bắt Om Gandhi, khi mà chúng ta đấy thì chúng ta phải 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 đây làm cái ấn, đây là cái ấn dành cho cái câu chú. Khi mà chúng ta đọc cái câu Om Gende Kamakita Puja Idam Kai Kai thì Và sau đó thì chúng ta phải phải gia trì, và chúng ta có cái chuỗi với nhau, đây là cái tinh xa, tinh xa, cái tinh xa. Chúng ta khi mà cúng dường đến những cái cõi thấp, ba cái cõi thấp, thì chúng ta dùng tinh xa, chúng ta không dùng tinh xa, chúng ta không dùng chuông, thì chúng ta phải gia trì cái tinh xa. Cái chu chưa trước khi chúng ta dùng tinh xa thì chúng ta phải gia trì tinh xa. Chúng ta tất cả những cái đối tượng chúng ta dùng, chúng ta đều cần phải gia trì, chứ không thể dùng chúng mất trực tiếp được. Ông bề mà Usani bề mà bề mà Upani bề mà ông bề mà Usani bề mà ông bề mà xong. Và khi chúng ta đã gia trì xong cái tinh xa, thì tinh xa của chúng ta được gia trì rồi. Và xong rồi chúng ta cúng dường. Chúng ta cúng dường những cái bên ngoài, cúng dường phẩm vật bên ngoài, thì chúng ta bắt đầu bát ấn. Chúng ta đây là cái khi mà và chúng ta cái khi chúng ta đọc cái câu chú Om Agam Pratishtha Hum Soha, thì chúng ta cúng dường lên gì? Cúng dường lên chư Phật và Bồ Tát, chứ không phải là các chư Phật, những cái đối tượng khác. Đây là một cái ấn cúng dường hoàn toàn khác. Om Agam Pratishtham Soha. Đây là cái ấn bát ấn cúng dường. Mọi người nhìn lên màn hình, nhìn thấy cái ấn tay. Đây là cái ấn của cái biến của cái câu chú Om Agam Pratishtham Soha. Thì tất cả các chư Phật, thí dụ như là thì thí dụ chư cúng dường chư 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 a các Đức Phật như Đức A Di Đà, Đức 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 A Di Đà, Đức Văn Thù Sư Lợi, Đức Phật Thích Ca, chúng ta đều đạt cái câu đấy. Thì cái Om Padam là cúng dường nước, nước nước rửa chân rửa tay, thì chúng ta làm một câu chữ cái chú giống như thầy vừa là Om Pushpe, thì chúng ta lại làm một câu chữ đó. Thì khi mà bắt cái ấn Om Pushpe thì chúng ta sẽ móc tất cả những cái tay này vào với nhau, ngón tay vào với nhau. Om Dupe. Om Dupe. Yeah, right.
Middle finger, make the cross Ừ. with each other, Thì là and then do, what's that finger, this finger, straight, and then thì chúng ta làm cái biến gần như cái tay mút ra thì gần like giống như là finger, ôm and then bút bê, nhưng mà cái ngón tay cái ngón tay trỏ thì vươn ra ngoài allocate, giữa ôm allocate like this, touch this thumb finger and the middle allocate finger. Okay. đây. Thì ngày ngày làm cái Om chú Gende. cái ấn như thế nào thì các vị làm giống như vậy. Ông Gende. Gende thì Do cái tay của chúng ta lại like giống như this. cái lúc gươi gớm giang. Gende, right, Gende. This is Gende. Right. Anointing the body, with perfume, anointing. And new day. Yeah, this one. New day. Thì New day. Ta. sắp ta thì lúc vậy âm nhạc thì Okay. chúng ta dùng cái tinh xa chúng ta gõ lên đó. Do the practice later, mudra, okay, when we have time. Và chỗ tôi sẽ hướng dẫn chúng ta sẽ thực hành và cúng dường Om bắt Bhadraya ấn khi mà chúng ta có nhiều thế gì. Surya. Om Om Agam Bhadisha Surya Bhadraya Om Bhuvya Om Chasura Gende Om Bhadisha Bhutve Om Gende Bhadisha Dresa Om Shabda Surya Bhadisa Om Dhen Surya. Om Now we offer this eight offering to the Và Buddha bây giờ chúng ta đã cúng dường Now 8 cái phẩm vật I này lên chư express Phật và Bồ this Tát, in their và mind. các chư vị rất là hoan hỷ. Inseparability of bliss and enlightenment Và is born in their mind. lúc này thì cái sự hoan hỷ như những cái tâm trí tuệ giác ngộ cái trí ngộ giác ngộ hỷ lạc đấy trụ ở trong tâm, và tương lai khi mà chúng ta thành Phật thì chúng ta sẽ có được những cái quality, những cái phẩm chất như thế. Và sau đó thì chúng ta sẽ đọc bốn tên chúng ta sẽ đỉnh lễ bốn cái vị Phật đúng không? Vị thứ hai là Đức 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 Phật Thích Ca Mâu Ni. Not this one. Thứ hai là Đức Văn Thù. The second one is Suzetamba. So if best, if possible, reside in Tibetan. This is important, important. So the first is when you say, Khi mà chúng ta, con xin lỗi, đầu tiên khi mà chúng ta đọc tên của các chư Phật thì chúng ta sẽ chỉ chỉ chúng ta sẽ giữ tay của mình, chắp tay lại trước mặt trước trước mặt thì chúng ta đọc tên, chúng ta chắp tay và chúng ta quán tưởng là tay thì chúng ta chấp thì chúng ta, nhưng mà quán tưởng rằng là, nhưng mà là từ thân của Đức 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 Thích Ca Mâu Ni thì ánh sáng chiếu ra ngoài, ánh sáng đấy chạm vào tất cả All the six types of beings, tất cả chúng sinh ở lục đạo luân hồi, chapters, immaterials, tất cả những cái vị other mà beings, chúng ta có even lợ nợ nần, tức là có chướng ngại với chúng ta. the karma of poverty is purified Và lúc and đấy thì tất it cả những cái moves to the như source những cái nghiệp mà of bị energy nghèo đói đều bị xua tan, come to và ngài để và họ lúc đấy đầy đủ những cái điều kiện, So when những cái nguồn lực để làm việc. we say Khi mà chúng ta second đọc one cái is câu Tejija Deshin Bhavan Shapa Jhima Rinchen Mangla Cha Se Lo thì immediately now we are cái câu thứ chanting hai là Deshin the Shapa Zupa Avalokiteshvara Damla La Cha Se Lo, Kwan Nam thế là Đức Quán Thế Âm. Thì loại ánh sáng chiếu ra khỏi Đức Đức từ thân của Đức Quán Âm và chiếu đến toàn bộ những cái tất cả các chúng sinh, thì tất cả những cái gì mà khiếm khuyết về thân thể của họ đều được chữa lành, và họ sẽ trở thành một cái người khỏe mạnh, có đầy đủ những cái năng lực thân tướng. Sao được?
Và sau khi chư khi chúng đọc Dishinshopa Chasalo thì lúc này là đức đức văn thủ, thì đức ánh sáng, thì tất cả những cái đau khổ về tâm trí của họ đều được tịnh hóa. Và họ lúc cái tâm của người ta rất là hoàn hảo, và cái thân của người ta cũng hoàn hảo. Và sau khi mà chúng ta đọc Dishinshopa và Chupa Champala Chasalo thì lúc này là chúng ta quán tưởng là đức 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 kim cương thủ. Thì tất cả những cái những cái vị mà gây chướng ngại cho ta, những cái vị này, cái vị này đã đang có cái gì, đã đang có những cái sự cái tâm rất là sân giận đối với ta, đúng không, rất là bực mình, thì tất cả thì lúc những cái này, những cái tâm sân giận, những cái tâm sân si đấy, nó bị tiêu, nó bị tịnh định hóa, và họ có lại được cái sự niềm vui. Tất cả những đặc biệt là những cái chúng sinh trong trong thân trung ấm, khi mà họ chạm như cái ánh như cái sáng này chạm đến cái chúng sinh trong trong thân trung ấm, thì tất cả những cái ảo cảnh mà họ đang bị, nó đang bị trói buộc với những cái, quý vị biết rằng những cái chư vị trong thân trung ấm là những chư vị đấy bị vướng mắc, đúng không, bị cản trở bởi những cái nỗi sợ, thì tất cả những cái đấy đều được xua tan, và chư vị đấy sẵn sẵn sàng để có đi tiếp đến 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 cái cõi tịnh độ. Cho nên khi mà chúng ta nói Dishinshopa Gangwa thực ra và bà đa đang trải qua sau này. Vì bà sẽ vâng trên vâng. Bà sẽ vâng là chạy xe lưu Dishinshopa. If this, you know, the sur, you know, they, you need to, the best thing is that, you know, you need to have less smoke, you know. The sur means, when you put the, you know, sometimes usually the charcoal, you know, charcoal is good, you know. Otherwise, if you put some kind of, you know, thing, you know, it will produce a lot of smoke, you know, then it's not good. We need to put only the sur smoke, you know, not other smoke. Then now you are making offering, you know, to this, you know, all the guest. Okay, all the guest, right? We make the offering, smoke offering to all the guests, you know, one by one. This offering of thì chúng ta sẽ cúng dường, chúng ta sẽ cúng dường lên cái bốn cái đối tượng khách mời, từng vị một. Đầu tiên chúng ta cúng dường lên các bậc thầy, tất cả các chư Phật và chư Bồ Tát. Và đây là những cái chúng sinh siêu việt. Và sau đó thì chúng ta cúng dường lên những cái chúng sinh trong sáu cõi, những người đã từng làm mẹ ta và các vị thần thổ địa, và những chúng sinh như những chúng sinh chúng ta sẽ cầu chúng dự, và thứ ba là chúng ta cúng dường lên những cái đối tượng mà chúng ta có cái nợ nợ nần nợ trong nhân quả, hay là gọi là nghiệp, để có nghiệp với nhau, và chúng còn những cái chúng sinh mà có cái hận thù đối với ta, những chúng sinh trong thân trung ấm. Và cái khói cúng dường này thì sẽ lan tỏa khắp cái thế gian đại địa. All the negative karma and obscurations of all the Gandhavaras are purified and they become Arya. Cherish it.
Finally, they are transformed. Và khi mà tất cả các chúng sinh này mà nhờ cái sự cúng dường này, thì tất cả các chúng sinh mà chúng ta nữa thì đều được khóa thành Đức Quán Thế Âm và được tất cả những cái điều gì mà họ mong muốn. Ví dụ như là ví dụ như đối với cả chúng sinh ngạ quỷ thì họ không có đồ ăn, họ có vấn đề về 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 cái thì họ thì những cái phẩm vật, những cái khói này hóa thành đồ ăn để cho họ có thể thỏa mãn cái cơn đói của mình. Thế còn đối với những cái chúng sinh ở cõi cao, những chúng sinh siêu việt thì là những cái phẩm vật mà tốt đẹp nhất mà những cái chư vị đấy mong muốn. Chứ chư vị là chúng ta mà tâm muốn. Và thí dụ như là khi mà đối với các chúng sinh khác thì cái những cái thí dụ như là cái khói lạnh hay là cái nước lạnh hay nóng, hơi lạnh hơi nóng, thì chúng ta quán tưởng rằng là như là những cái nước cam lồ đến mà dành lại cho tất cả các chúng sinh. Và khi mà cúng dường chúng sáu cõi thì tất cả các chư vị đấy đều rất là hoan hỷ. Và khi mà các chư vị đấy thì chúng ta cầu nguyện rằng là khi mà các chư vị nhận được cái đấy, hoàn hảo nhận được cái thì chúng ta có được tất cả những cái gì họ mong muốn. Và sau đó thì chúng ta đầu tiên chúng đấy là cầu nguyện là khi mà cái phẩm vật cúng dường này tới thì tất cả các thì viên mãn tất cả những cái lưỡi nguyện của ta. Sau đó thì chúng ta cầu nguyện tiếp là gì? Người nguyện là cho các chúng sinh có cõi chung ấm thì họ được thoát khỏi những cái đau khổ sợ hãi để có thể đi đến cái cõi tịnh độ. Và mong tất cả các cơ sơn thần thổ địa, tức là các vị thổ thần thiện phương, chư vị đấy. Chư vị đấy cũng sẽ hỗ trợ chúng ta trong những cái vấn đề thực hành giáo pháp. Chúng ta mong cầu nguyện tất cả những cái điều gì đều có thể hoàn hảo, mọi việc đều viên mãn. Vâng. Nhưng mà đôi khi chúng ta mong mọi 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 cái sự việc, chúng ta muốn có những cái điều đều vừa viên mãn, nhưng mà mọi việc không như ta mong muốn, thì chúng ta cúng giằng su su bằng cái sự cái cúng giằng su này. Ví dụ như ngay cả lúc tử thì chúng ta cũng có được một cái chết nó hoan hỷ, nhưng mà cái chết đã đau đớn, đúng không? Chúng dụ ta nhớ đến cái đức thì bằng cái quán tưởng đến, thí dụ như tương tự thí dụ như là bằng cái quán tưởng được được cái cõi tịnh độ của Đức A Di Đà, thì chúng ta có được ước nguyện phát nguyện về phát tâm về cõi tịnh độ của A Di Đà, và trong ta cũng trưởng dưỡng được nhiều đức tính tốt đẹp. Thế còn bây giờ đấy chỉ chúng ta là gì, thì chúng ta khi mà chúng ta đến được cõi tịnh độ thì chúng ta hoàn thiện được tất cả cái con đường tu học của mình, và chúng ta đạt được cái quả vị giác ngộ mà mong muốn. Và lúc đấy chúng ta cũng có thể có được cái cõi tịnh độ của riêng chúng ta và làm lợi lạc tất cả các chúng sinh mẹ khác. Và sau đó đây là cái câu chú Om Swaha Pancha Kira. Đây là cái câu chú Om Pancha Kira Ava Bodhani Sava Om Sava Niyavala. Om
Then after that, now we give the teaching. Now, Và sau đó thì chúng ta bắt đầu thuyết thuyết giảng thuyết giáo thuyết giảng cho tất cả các chúng sinh ở cái cõi thấp. Thí dụ như là các chúng sinh ở trong thân trung ấm, hay là những cái gọi là cái gì nhỉ, từ được gọi là gì, những cái vị mà gây chướng ngại, những cái vị mà khuất mặt mà gây chướng ngại cho chúng ta cúng dường, thì người ta thì chúng ta đã đưa cho họ tất cả những cái phần phẩm cúng dường, họ rất là hoan hỉ. Và họ nhưng mà chúng ta mới chúng ta đã giúp họ bằng một cách về 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 cách vật lý, tức là những cái điều gì họ mong muốn họ đều có được. Và bây giờ thì chúng ta cúng dường họ, cúng dường tiếp là cúng dường pháp, đúng không? Đưa cho người ta những cái đừng có ý. Chúng ta nói rằng là cả, thí dụ như là phải nói cho họ hiểu rằng là tất cả chúng ta đừng có bị ảo tưởng bởi tất cả sự vật khác nó tồn tại một cách chắc chắn thực thể như thế. Mọi sự đều tồn tại một cách, nó không tồn tại một cách chân thực. Tất cả mọi sự đều như là tia chớp, như là bóng mây. Cho nên đừng có cái sự bám chấp, đừng có đau khổ. Sau đấy thì người ta hiểu được cái ý nghĩa đấy, và họ cũng phát cái tâm phát khởi được cái sự hoan hỷ. Và họ buông bỏ tất cả những cái suy nghĩ mà gọi là những cái suy nghĩ xấu ác, và họ họ nhận được cái sự gia trì cho chính bản thân mình. Và khi mà họ phát khởi được về phải cái tâm bồ đề được trong bản thân mình, thì lúc đấy mình phải nghĩ rằng chúng ta ví dụ như là, tức là chúng ta phải hiểu rằng là khi mà chúng ta vốn là một cái kẻ không, chúng ta vốn là những cái người chúng sinh bình phàm, chúng ta vốn không có một cái gì hết cả, chúng ta không là ai cả, chúng ta không là gì. Nhưng một khi chúng ta trưởng dưỡng được cái tâm bồ đề thì chúng ta được được cái sự hoan hỷ của chư Phật và Bồ Tát. Và lúc đấy cái ta sẽ được gọi là con của chư Phật, người có cái trái tim sư tử, cái chim trái tim dũng mãnh. Đây là cái và khi mà cả ngay cả khi mà ta có cái hiện tiền chứng ngộ được 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 tánh không, nhưng mà ngay cả có cái hiện từ tánh không thì chúng ta vẫn không được gọi là con của chư Phật. Chỉ khi nào mà cái tâm bồ đề, cái tâm giác ngộ, cái tâm giải thoát đấy sinh khởi trong cái trong chúng ta, thì chúng ta mới được gọi là cái những cái chư vị mà dũng mãnh nhất là con của chư Phật. Và khi đấy chúng ta sẽ được cái sự 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 hoan hỷ, cái sự cúng dường, cái sự kính trọng của tất cả những nơi mà chúng ta tới. Và chúng ta sẽ chuyển cái thân bất tịnh này của chúng ta thành cái thân tịnh hóa của chư Phật, và chuyển được cái tâm của chúng ta, cái tâm bất tịnh này, cho thành cái tâm bồ đề. Hiện tại thì ta chưa làm được, nhưng bằng thì chúng ta nhận ra được cái bài học quan trọng nhất ở đây là gì, là bằng cái việc mà chúng ta thực hành, chúng ta thực hành cái nghi quỹ ở đây, ta hiểu được cái sự quan trọng của tâm bồ đề. Chúng ta mong chúng 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 ta chúng ta chuyển hóa chúng ta chuyển hóa được 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 được, được. More valuable than wish granting tree, wish fulfilling tree.
Khi cái tâm bồ đề đấy mà sinh khởi được được ở ở trong ta thì chúng nó còn quý hơn cả cái viên ngọc như ý. Nó giống như là chúng ta có thể chạm vào đá mà hóa vàng vậy. Và chúng ta hiểu rằng là is the sole benefactor for us and for the rest of the world, for man. Then after that, now you give the teaching. Chúng ta hiểu rằng sau đó thì chúng ta hiểu được họ hiểu được họ họ hiểu được tất cả những cái chúng sinh đấy. Chúng ta giúp được những cái chúng sinh đó bằng những cái phương pháp, bằng cái một cách thực thể chúng ta cúng dường khói, và bây giờ chúng ta thuyết pháp và chúng ta họ hiểu được cái sự quan trọng của cái tâm bồ đề, hiểu được cái được 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 cái tâm bồ đề đấy thì họ rất là hoan hỷ thuyết pháp. Và lúc này và bây giờ chúng ta sẽ cung thỉnh họ quay trở về chú xứ, đúng không ạ? Và họ đã nhận được tất cả những cái món quà tốt đẹp nhất, món quà từ và người ta khởi được cái tâm rất là khi các chư vị khách mời trở về cái chú xứ thì họ mang về trong mình cái tâm hoan hỷ, tất cả những cái tâm mà xấu ác các chư vị đấy không còn nữa, và họ sẽ hỗ trợ chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ đặt đặt đặt, đặt cái lợi chúng ta sẽ cho chúng ta có cái năng lực để, tức là bằng cái sự cúng dường, bằng cái tâm chí thành này thì tất cả những lời chúng ta nói là sự thật. Bằng cái năng lượng của bằng nương nhờ cái phát nguyện này, nương nhờ cái sự gia trì của chư Phật và chư Bồ Tát. Nương nhờ cái sự cúng dường này đến các chư thì chư thánh chúng và lợi lạc tới cả các chúng hữu tình, thì nguyện rằng tất cả những cái điều mà chúng những cái điều những cái ước nguyện của chúng ta đều thành sự thật hoàn thiện mà không hề có chướng ngại. Then with this, now with the power of Chúng the ta word, tiếp tục hồi hướng. Và sau đó these thì merits may transmutative chúng ta beings enter the state of hồi all hướng là subdue the enemy of all nương sentient nhờ beings cái from công the đức world này. of samsara, disturbed by the wages of aging, sickness and death. Nương nhờ công đức này mà tất cả các chúng sinh Verses đạt of được auspiciousness. Now finally we do, quả vị Phật. as you know, then Và sau we đó know chúng this ta word is sẽ auspicious. đọc cái Everywhere, nguyện Cát there you Tường. see, there's Nguyện a Cát lot of Tường single inauspicious tức things là going on. We just desire everything, everywhere be auspicious. The good things, good news. No, no bad news, right? All be transformed into the good news. Let it be auspicious tất always. cả nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày. Let it be auspicious, whether it be night. Let they be auspicious of the three jewels. Soha. Mantra to increase the merit.
근데 성도 차디야 다음 벤자그리 아버버데 소디야 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 다음 벤자그리 아버버데 온 벤자그리 아버버데 소 하. Là để câu này chúng ta chính là câu mà nguyện ngày an lành đêm ngày sáu thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành, With this, nguyện xin nguyện từ bi thường gia down hộ. the suit offering Và candle. bằng cái việc sau đó thì chúng ta And I hope đây chính là cái chúng ta đã hoàn thành cái nghi quỹ cúng xu, và tôi hy vọng rằng you will get, you achieve or you chúng have ta sẽ got đạt some, được. understanding and wish to engage in the Tôi hy practice. vọng rằng This là is very các quý vị nghe ở đây thì các very quý vị important đã có được practice, cái sự many hiểu biết benefits, về cái nghi quỹ này, profound và bắt đầu cái nghi quỹ này truth là một cái blessing. nghi quỹ rất là sâu sắc, sâu xa, có nguồn gốc thâm sâu và mang được Is rất là any nhiều question những cái giá trị. because Và nếu mà quý vị có me cái câu hỏi regarding gì this thì bây giờ particular practice. nhưng mà cái câu hỏi liên hệ đến cái nghi quỹ này. Bensandu, I do have a question. I noticed in the booklet a lot of these mantras we chant seven times. Is there a significance in this why the number seven? À, cái This câu hỏi của chị Trang là cái câu chú, rất nhiều câu chú ấy đọc 7 lượt, thì cái con số 7 có cái điều gì quan trọng không, thì thầy nói rằng là we have mainly thông thường mainly thì we chúng ta forget có bốn bốn now, cái but thứ lớp if khách we mời, if we expand nhưng mà chúng the guest ta attendee nếu mà chúng ta mở rộng cái đối into tượng khách mời ra when we for example chúng ta namasavatada we visualize the particular guest nam again the khi mà chúng ta same đọc cái time câu nam we nam visualize the particular sa guest but in this way ta it becomes long ta if you thầy bảo là khi mà mỗi đọc mỗi cái câu chú you want thì chúng to ta quán tưởng be đến một cái khép một thứ lớp khách mời khác nhau. to know each of the Nhưng mà như guest. vậy thì nếu như mà quý vị muốn biết thêm về mỗi cái loại thứ lớp khách mời So then what are you saying is that every time we read or we chant the mantra, let's say for the first time, we visualize the first type of guest and chant it the second time, we visualize for the second type of guest. Is that what you're saying? Now for example, right? For example, when we do the first guest, when we recite Namasavatada Gata Avalokiteshvara Sambhara, right? Ví dụ cái câu chú mà cúng dường, thầy chị mới hỏi từ First câu time, số right? 7 ra When we recite the mantra first time, we visualize the gurus, the deities, the three jewels, thì thí dụ như chúng ta three đọc cái gurus. câu Om It Namah is Satakata Avalokiteshvara easy to Sambhara visualize. Humbat, thì cái câu thứ hai thì chúng ta Right? quán tưởng cái Then, bậc thầy. when we recite second Lần time, thứ hai Namasavatada Gata Avalokiteshvara Sambhara, right? Then, we visualize Dakas, Dakinis, the chúng Lord ta of the quán tưởng Gurus. các chư We visualize all the Daka gurus. Dakini, When chư we hộ pháp. say Namasavatada Gata Avalokiteshvara Sambhara third time, right? Then we visualize the guest of those beings of smell eaters, the smell eater. Và thứ hai This là particular các chư vị, guest, và thứ hai là thứ due ba to the là khi smell, mà chúng ta đọc tiếp lần thứ we ba derive thì đến the các smell chư of vị mà this smell hay of bị the cuốn guest. hút bởi cái mùi Then thơm. when we recite for the fourth time, Tức then là cái chư we vị mà know the sử dụng hương khói. six type of beings. Và đến lần thứ Then bốn, lần thứ tư thì chúng ta we sẽ cùng visualize thỉnh six tất type of cả các beings. chư chư When we recite for the fifth time, we visualize sáu chúng sinh ở lục đạo luân guest hồi. landlord Lần thứ năm, spirit, landlord spirit, năm and those guests who lần thứ năm thì crash chúng ta sẽ through cung those thỉnh các gates. chư thổ thần thổ địa và tất cả những chúng Then sinh we khuất, visualize Namasavatada Gata Avalokiteshvara những vị Sambhara, tinh linh. the landlord, the spirit, those beings who, spirit who hold grudge against you all day, Những nagging những for cái the tinh linh guest. mà có những cái mà có cái Then sự when mà we sân do giận the đối với ta, thì những cái đấy, những cái sân giận của sixth họ time, được cái Namasavatada tịnh hóa. Gata Avalokiteshvara Sambhara, Là lần thứ we visualize sáu all those thì chúng ta sẽ quán beings, tưởng là
thì là những cái chúng sinh mà chúng sinh mà chúng ta có cái nợ cái nợ nợ nần trong luân hồi, ví dụ như chúng ta có nợ nghiệp, thì ví dụ có mặt khuất mặt hay là có mặt, tức là nhân 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 và phi nhân, thì đấy là đến vào cái câu chú từ thứ sáu chúng ta cúng giảng. Và lần thứ bảy thì chúng ta cúng dường lên tất cả các chư vị mà ở trong thân trung ấm, bởi vì các chư vị đang bị sợ hãi ở bị trong ảo cảnh, trong tất cả những cái nỗi sợ hãi của thân trung ấm, họ bị thì tất cả những cái nỗi sợ của họ trong cái ảo cảnh đấy, nhờ vào cái hưởng cúng dường khói, thì tất cả những cái nỗi sợ đấy được tịnh hóa. Và từ cái âm Om Mani Padme Hum, and they remember the guru's instructions and they are so delighted. No, they create all the, you know, merit. They're ready to go to the pure land. So this is và how. Khi mà họ nhận được cái ảo cảnh đấy hay là nó không chân thực, thì họ nhận ra được, họ cũng tạo được cái công đức cho bản thân mình và sẵn sàng để đi tiếp đến cái nghiệp quả của mình, sẵn sàng vãng sinh về tịnh độ. Thank you, Ben. And you know, one more thing. When you và thêm một điều nữa, đấy là khi mà chúng ta quán tưởng đến cúng dường lên các chư vị siêu việt, bởi vì là cái khói cúng dường đưa đến họ, thì chúng ta nghĩ thì họ khi mà chúng ta cúng dường lên các chư vị mà ở siêu việt, ví dụ như chư vị Phật Bồ Tát, thì người ta thì các chư vị đấy trưởng dưỡng được cái trí tuệ hỷ lạc ở trong tâm trí mình. Và đối với cả những cái chúng sinh ở cõi thấp, thì khi nhận cái cúng dường của chúng ta, thì cái tâm của họ rất là thư giãn, thân tâm đều an lạc, thân tâm đều hỷ lạc. Và nhờ cái sự tâm họ thì họ trưởng dưỡng được cái được 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 cái trí tuệ tánh không, và nhận được cái sự gia trì. Đấy, hai cái quán tưởng này cũng rất quan trọng trong khi chúng ta cúng dường su, tức là cái quán tưởng thứ nhất. For this before we can practice. Là câu hỏi thứ nhất là có cần phải có cái khẩu truyền trước khi mà chúng ta thực hành hay không? Tức là chúng ta sẽ thực hành cái này thì chúng ta đều để thực hành cái này thì chúng ta phải thực hành là chúng ta đều phải có quán đảnh của Đức Quán Thế Âm, và chúng ta đều đã có cái quán đảnh của Quán Âm rồi. Và đương nhiên là khi để thực hành một cách hoàn mỹ nhất, thì đương nhiên là nếu mà chúng ta có được cái khẩu truyền thì càng tốt, nhưng mà nếu không có khẩu truyền, nhưng mà nếu kể cả không có khẩu truyền mà chúng ta được cái quán đảnh Quán Âm rồi, chúng ta thực hành này cũng tốt, có còn hơn không, đúng không ạ? The powder that's the remaining unburned powder on the plate, do we let it burn or what do we do with that? Yeah, with có this. Câu hỏi rằng là là có cái câu hỏi là khi mà chúng ta cúng dường su thì nó cái những cái phẩm vật nó không cúng dường đốt hết thì sao? Thì ví dụ như là khi mà chúng ta có thể để nó lên trên cái chỗ nào mà sạch sẽ,
để nó trên cái chỗ sạch sẽ, hoặc là chúng ta có thể thả nó trong, hoặc là chúng ta có thể thả sông. Thì tất cả những cái chúng sinh nào mà có cái cơ hội để lại gần được cái khói này thì chúng ta đều họ những cái thì nó đều có, thì chúng sinh đều được có sự lợi lạc. Cái điều tốt đẹp nhất là chúng ta có thể đem nó đến cái nơi, cái tro này đến cái chỗ cao. Chỗ cao thì nó gió nó đem đi khắp mọi nơi, hoặc chúng thả trôi sông thì nhiều chúng sinh đụng đến. Còn chúng ta cũng có thể chỉ cái câu hỏi tiếp sau là cái câu hỏi tiếp sau là thầy bảo là hoặc trôi sông hoặc cả để ở trong cái thì hoặc cả thả sông hoặc cả để lên cao là tốt nhất. Thì cái câu hỏi tiếp sau là nếu mà ta mà không thực hành được hết thì mà ta quán tưởng ngắn gọn. Thì thực hành những cái quả, thì khi mà chúng ta không 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 có cái chúng ta không nhiều thời gian thì chúng ta phải làm những quán tưởng quan trọng nhất. Thì quán tưởng là khởi cái tâm Bồ đề, quy y khẩm tâm Bồ đề, và và chúng ta ví dụ như quán tưởng là cái với các chúng sinh siêu việt thì sinh được cái trí tuệ, cái trí tuệ đại hỷ lạc. Còn đối với cả các chúng sinh ở cõi thấp thì được xua tan từ tất cả những cái đau khổ, những cái điều mà chướng ngại. Và sau đó thì chúng ta ví dụ những cái điểm quan trọng nữa là chúng ta phải hồi hướng, cái phần quan trọng nữa cũng là hồi hướng. Thì những cái chi tiết thì tôi đã nói rồi, nhưng những cái phần quan trọng nhất để các quý vị nhớ. And then what is the best place to have the sir? Can it be inside the house, outside the house? Cúng thường xu, cái câu hỏi là cái cúng thường xu thì cúng thường ở trong nhà hay là ngoài nhà, hay là ở tầng trên hay tầng dưới, thì chỗ nào là cái chỗ tốt đẹp nhất, cái chỗ tốt nhất, phù hợp nhất để có thể cúng dường. Và cái thầy bảo là cái chỗ tốt thì cái chỗ nào mà nó yên tĩnh, thầy bảo là chỗ yên tĩnh là cúng dường thì là tốt đẹp nhất rồi. Và cúng dường vào buổi chiều, chiều tối. Và khi mà cúng dường vào buổi tối rồi thì thí dụ như là thì cúng dường trên tầng trên hay tầng dưới không quan trọng lắm. Cái chúng ta cúng dường su thì tôi xin nhắc lại là thì cái chỗ mà cúng dường su thì không thể nào mà không không được sáng quá, không được sáng quá, không được sứt sẹo và không được sáng quá. Và sử dụng thí dụ như có một số người sử dụng những cái phần bằng cuông kim loại, cái kim loại và nó sáng quá, cái điều này không tốt. Chúng ta nên sử dụng bằng 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 nên sử dụng bằng gốm sứ, đồ gốm sứ bằng đất. Is it possible to serve for our ancestor? The serve Yes, ancestors. Và có thể cử, và có người bảo là khi mà chúng ta cúng dường lên cho khi 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 mà chúng ta cúng cúng chúng chúng ta cúng cho các vị mà cửu huyền thất tổ thì chúng ta có thể sử dụng su được không? Đương nhiên bởi vì là su chúng ta nói rằng chúng ta nói ra trước khi chúng ta cúng dường lên các chi, chúng ta hỏi rằng là ủa thế thì những cái chư vị nào mà đã đầu thai rồi thì sao nó có được đấy, thì cái
Thì trong có cái bục kinh là khi mà chúng ta đã cái kinh nói về cái chuyện về một người đã thì kể cả người ta chuyện xảy ra sau khi ta chết thì ngay cả những cái người mà như cả những cái chư vị mà đã quá vãng rất là nhiều năm trước thì cái chư vị đấy kể cả vị đầu thai rồi thì bằng cái năng lượng hồi hướng cho chúng ta dành cho người đấy chúng ta hồi hướng chư vị đều nhận được cái sự giá trị thôi. And then for the spirits, do we need to have an altar table outside, or Thì this is để cúng dường cho các chư tinh linh thì chúng ta cúng dường bên ngoài hay là cứ dường xu chỗ nào cũng được. Thông thường nếu mà chúng ta có cái hình thái ảnh của Đức Quan Thế Âm thì chúng ta cầu chúng thì đấy là chữ tức là ý thầy của nó là ý là sao, ý là thầy không quan tâm bên trong hay bên ngoài, thầy quan tâm tâm là mình có những cái chỗ mà yên tĩnh, và nếu mà chúng ta có hình tướng của chư Phật và chư nhất là Đức Quán Thế Âm là điều đấy tốt nhất, và chúng ta quan trọng nhất là chúng ta quán tưởng vào buổi chiều và chúng ta cũng rồi chiều, và nếu như mà chúng ta phải quán tưởng. Và cho những người mà mới qua đời, ví dụ như là trong vẫn còn trong thân chung ấm chẳng hạn, chúng ta có thể tụng thêm những cái câu chú gì hay không để có thể làm lợi lạc cho cái chúng sinh? Thì có rất là nhiều cái câu chú để có thể làm lợi lạc cho những cái chúng sinh. Để ta có thể hành trì, ví dụ như những cái câu chú, thí dụ như câu chú bình thường, ví dụ như là câu chú của Đức Quan Thế Âm, Đức Quan Thế Âm, Đức Dược Sư, Đức A Di Đà, thế rồi thí dụ như những cái từ những năng là những cái những dụ như đối với những chúng sinh mà vãng sinh về cõi thấp rồi thì có những cái câu câu chú tịnh hóa rất là đầy đầy cái năng lượng đó, thì liên quan đến cái này thì liên quan đến những cái chư vị mà mới 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 quá vãng thì có rất là nhiều những cái nghi quỹ, những cái thực hành để những cái nghi quỹ mà có thể ví dụ như ban quán đảnh cho những người đã khuất, hay là tịnh hóa, hay là gì đó, hay là nhưng mà để cho thực hành nếu nếu như mà tất nhiên là chúng ta phải hiểu rằng là khi mà We have the medicine, for the person, person can, recite the mantras, right? And then if one could, effort, then they can do the many, jhana. This jhana is really powerful. như một trong những cái nghi quỹ mà chúng ta người ta hay thực hành, đấy là nghi quỹ tràng hoa, cũng là nghi quỹ dành cho cái những cái vị mà mới khuất. Thời gian, câu hỏi về thời gian nào chúng ta thì cúng dường xu một cách tốt thì chúng ta có thể cúng dường khi mà trời bắt đầu lặn. Mà trời bắt đầu lặn thì chúng ta có những xu chuẩn bị, thì từ cái thời điểm mà từ bắt đầu khi mà trời lặn thì chúng ta cúng dường xu là tốt đẹp nhất, xu ritual tốt nhất.
cũng dùng cái nghi quỹ, thực hành nghi quỹ su là tốt nhất. Bởi vì đất vì tất cả những cái chư vị mà tinh linh hoặc là rất là nhiều những cái đối tượng người ta không thể đến vào trong lúc mà ánh sáng mạnh được. I mean, hungry ghost or some not hungry ghost, the beings in the some kind of like pardo, spirit, he say, I'm very Có những cái hungry. chư có những có cái vị cái ngài một vị trong Rinpoche môn che thì ngài cúng dường, thì lúc đấy có cái chúng sinh trong Bắc Đôn, chúng sinh trong thân trung ấm có nói rằng tôi rất là đói, con rất là đói, thì ngài 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 cúng rằng ngài ngài cúng rằng nhưng mà ngài ngài cúng rằng cúng khói cúng su, nhưng mà cái đối tượng này không có thể hưởng được, và ngài phải ngài ngài phải đọc ngài ngài đọc một số cái câu chú, thì lúc đấy thì nghe thấy cái tiếng 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 nhai nhai đồ ăn của cái chúng sinh đấy, và nói rằng là à bây giờ thì con đã hưởng. Cho nên là và trong một cái trường hợp là có cái ngày 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 Milarepa thiền định ở trong tuyết, và trong 18 ngày và tuyết vẫn rơi trong suốt 18 ngày, thì trong tất cả những cái người trong cái khu vực này nói rằng là à có thể là ngài đã chết vì 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 chết đói rồi, bởi vì là bởi vì rằng là ngài bị ngài 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 họ nghĩ rằng ngài Milarepa đã qua đời, bởi vì là qua đời vì đói, bởi vì làm gì mà có cái đồ ăn hay cái gì, vì tuyết đã phủ hết mọi nơi. Sau đó ngài đem thì họ đem đến một cái số đồ cúng dường cúng cho người mất, vì nghĩ rằng là đã chết rồi. Và tất nhiên ngài Milarepa thì không không mất, và ngài đang thiền định lúc đấy thì, và họ hỏi là ôi thôi thì tôi tưởng là ngài đã mất rồi, chúng tôi tưởng là ngài đã qua đời rồi, nhưng hóa ra là ngài vẫn ngồi đây. Thì vì hỏi rằng là ngài đã ăn uống gì, uống gì ngài. Và thế à? Và ngài họ bảo rằng là tôi đã tôi chuẩn bị những cái phẩm vật của người chỗ mất, và ngài nói rằng là ngài và ngài Milarepa bảo là ta đã trong cái quá trình ta thiền định, ta có cái thức ăn đấy là thiền định, cái đồ ăn của chúng ta là thiền định, nhưng mà trong lúc nhưng mà thế nhưng mà trong lúc đấy thì ta cũng có cái cảm giác là ta ăn một cái gì đấy nữa. Có thể là bằng cái lúc mà họ đang cúng dường thì ngài Milarepa đã thọ hưởng được cái đồ ăn đấy. Điều đấy chứng tỏ một cái điều khẳng định rõ ràng rằng là khi chúng ta cúng dường su là cái đối tượng mà chúng ta hướng tới cúng dường, người ta được thọ hưởng cái đồ ăn đó. Question regarding once you do the sir offering, how often can you do it? Do you have to do it Ví daily? dụ như là khi mà cúng dường su, cái câu hỏi đặt ra là cúng dường su thì chúng ta làm bao nhiêu lần, khoảng bao nhiêu lần một lần, thì có thể thì thầy bảo rằng là tốt nhất thì làm hàng ngày, nhưng mà nếu nhưng mà thế nhưng mà đương nhiên là nó phụ thuộc rằng là cái khả năng về thời gian, điều kiện thời gian hay là điều kiện của chúng ta là thì chưa thì khi về thì chúng ta làm gì có giới hạn trong cái thực hành về 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 pháp đâu. Chúng ta càng thực hành nhiều thì chúng ta càng có cái sự tốt đẹp hơn mà. Thế cho nên không, cho nên là ý tôi nói là không hề có cái chướng ngại gì. Nếu mà chúng ta quên cúng dường, cái câu hỏi đầu tiếp là chúng ta quên mà cúng dường su thì chúng ta có những cái nhận những cái điều tệ hại gì không, những điều gì. Tức là ngài bảo là thì thầy dạy là khi mà chúng ta cứ phát nguyện, khi chúng ta phát nguyện chúng ta làm hàng
Nhưng mà chúng ta không làm thì đương nhiên chúng ta sẽ cảm thấy có tội lỗi đúng không? Nhưng mà không có cái điều gì mà nó gọi là nó chúng ta bị lỡ một ngày thì chúng ta lỡ. Nếu khi 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 mà chúng ta cất cái lời hứa nguyện thì chúng ta mới cảm thấy hối hận khi mà chúng ta quên chứ nếu thì nhưng mà nếu mà chúng ta không hứa nguyện gì thì làm gì có cái chuyện đấy. Nhưng mà đương nhiên các quý vị phải hiểu rằng khi chúng ta đặt cái lời phát nguyện thì cái lời phát nguyện nó rất là quan trọng. Cái lời phát nguyện để nó mang cái sự thay đổi, cái sự mang mang cái năng lượng, mang cái sự thay đổi, mang cái khả năng ở trong mình có thể thay đổi. Nên nếu như mà quý vị phát nguyện và có khả năng làm cái điều đấy thì nó sẽ mang lại những cái lợi lạc vô cùng to lớn. Thank you so much, Ben. Really appreciate all the teaching, all the research you've done to bring us a very profound and booklet, basically, from a very reliable source, very authentic source. And I think you didn't mention it, but there is a power in practicing from the main source and the lineage, correct? This is also very important, when we do the practice, practice, to the relying on the authentic source, it also carries a lot of À, blessings. cái khi mà chúng ta thực hành những thầy nói là cái nghi quỹ này là đến từ những cái nguồn gốc rất là đáng tin cậy, từ các bậc thầy đáng tin cậy và có cái nguồn gốc chúng ta có thể truy cứu được. Mà khi mà chúng ta thực hành những cái nghi quỹ mà có cái nguồn gốc mà chúng ta có thể truy về được thì nó mang cái năng lượng và cái sự giá trị vô cùng to lớn. Cho nên là nó nhưng mà cái đặc biệt đặc của nó là nó đem lại một cái sự thay đổi, cái sự chuyển hóa. Và khi mà chúng ta có thể hỏi gặp bậc thầy và hỏi tất cả các câu hỏi, nhưng cái sự chuyển hóa cái sự chuyển hóa nó rất quan trọng. Bởi vì thí dụ như tất cả những cái lời giảng dạy, những cái vật gần gũi đấy nó như là gạo vậy. Thí dụ như là những chuyển hóa đấy là gì? Chúng ta đem những cái lời dạy đấy, chúng ta làm chúng để chuyển hóa được những cái thứ đấy, chúng ta làm mềm, chúng ta chuyển hóa, chúng ta tiếp thu được những cái lời dạy đấy. Khi mà chúng ta nhận được những cái giáo pháp mà cái nguồn gốc của nó thì và khi mà các bậc thầy thì chúng ta nhận được cái sự gia trì, cái sự tiếp nhận của giáo pháp, và khi và chúng ta mang được cái sự chuyển hóa trong tâm, khi các bậc thầy trước khi mà các ngài làm cái việc đấy thì các ngài viết ra một cái đứng giảng hay là làm những cái thì các ngài kiểm tra đi, người ta kiểm lại để không có một cái lỗi lầm, không một cái điều gì mà có thể nghi ngờ. Thì các bậc thầy và khi mà các bậc thầy kiểm tra cái việc đấy thì điều đấy là gì? Ngài chuyển họ tiếp đi cái sự gia trì, chuyển tiếp đi cái năng lượng của cái truyền thừa từ đời này sang đời khác, từ người này sang người khác. Regarding the Om Ahum, and the Hum is in Blu-ray's color, right? Radiate and then goes back to the letter Hum in blue or in white color. Khi cái ánh sáng từ cái chủng tử ở hung màu xanh dương thì quay trở lại thì dưới là cái màu xanh dương hay là màu trắng, câu hỏi. Nghe nói là chữ ôm ở dưới này.
ô màu trắng ở dưới này, a màu đỏ ở giữa này, khung màu xanh dương trên cùng, thì màu xanh cái ánh sáng màu xanh dương chiếu ra từ 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 cái chủng tử khung màu xanh dương. In to the entire universe, right, or entire three realms universe, and then bring back this, you know, the vitality, you know, all the Khi resources, mà đem lại, khi mà cái màu xanh đấy chiếu đến cái vụ đại địa thì mang lại tất cả những cái phẩm hạnh tốt đẹp, những cái giá trị tốt đẹp, tất cả những cái nguồn năng lượng, nguồn sống, như là hút lại tất cả những cái đấy và hòa tan vào cái chủng tử mùa hung và mẫu chủ tinh màu xanh dương. Chủng tử hung màu xanh dương lại tan thành ánh sáng, và ánh sáng đấy tan vào trong cái xu. Then again, then again, you know, I think, yeah, need to make sure, you know, now here, right, you have this, right, this, you have the Om Ahum, right, Om Ahum, before there is no smoke, there is no kind of, you know, substance. There's no kind of substance. So then, how to say? So anyway, we make a symbol, right? Make a symbol, you know. Om Ahum. So the blue light rays radiate and comes back and then dissolve into the blue hum, and the blue hum dissolved into light, and the light dissolve into the sur substance. Then the red chủ tử mộ hung màu xanh dương thì xong lại chủng tử ánh sáng màu xanh dương ra ngoài và hòa tan lại vào trong cái chủng tử hung hung tàn ánh sáng, tan vào cái phẩm vật và hòa tan vào chủng tử hung và tan vào su. Sau đó thì cái ánh sáng từ cái chủng tử A màu đỏ đi ra, hòa tan lại, và lúc đấy thì quay trở lại chủng tử A, hóa tan vào trong A, ánh sáng hóa tan vào su. Và xong đó. Thank you for the clarification. Yes, yes. One more question. I think this might be the last one. Can we do the sir offering at the? Câu hỏi rằng là có thể là cúng dường or at the site of cemetery. Tức là cái câu hỏi là có thể cúng cúng dường su ở trong nghĩa trang được không? So usually, you know, this offering, this sur offering is recommended in a very, you know, the clean area, clean place, you know. Cái cúng dường su này thì nó khuyến khích là thực hành ở những cái nơi nào mà tịnh, những cái yên tĩnh. Thì tôi không biết là tôi không 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 biết là có nên khuyến khích là chư vị thực hành ở cái nơi như cái như là nghĩa trang hay cái gì, thì cái nghi quỹ này cái su su thế này là phụ thuộc trong bốn thứ lớp tantra, thì đây là cái thứ lớp tantra hành động. Thế thì cho nên là nó đòi hỏi một cái sự tịnh rất là lớn. Thế cho nên là thì không không những là những không không những là chúng ta phải sử dụng bản thân, chúng ta phải sạch sẽ, mà ngay cả những cái gì những mà nó bị dơ, chúng ta không thể chạm vào những cái phần phần này. Cho nên
little bit flexible, flexible. Thì những cái Whereas như vị the cao hơn this thì những cái vị level cao of cấp hơn thì just nó taking có thể some có time cái sự thư giãn, có cái sự mà how dễ to say cho điều kiện dễ dàng hơn. Thế nhưng mà ở đây basis thì nó đòi hỏi cái you điều do the kiện action control chương and you trình. receive the empowerment. You are not bothered, you are recommended, suggested not to eat any, black foods. That shows the maintaining cleanliness, Because with uncleanness, Ví dụ như là khi mà chúng ta cúng dâng many of thì the chúng ta people, không thì ngay cả rồi many chúng of ta cũng không ăn những cái power, the power of the speech is, get weak. thì cái kia là The power of the speech also get weak and then many of the things are, polluted. For example, ví dụ như là chúng ta cũng không ăn những cái đồ đen hay là cái gì đấy, bởi vì khi mà chúng ta đặt cái câu nói là cái năng lượng của cái gọi là chánh ngôn ấy, cái ngôn chúng thì cho nên chúng ta sự cái tịnh thì cái lời nói nó cũng tịnh. Ví dụ như quý vị mà chúng ta đem cái cúng dường su ra ở nghĩa trang, cái món ăn này thì là cái những cái chúng sinh đấy thì cũng rất là mong muốn có những cái này, thì chúng ta cũng cần phải có một cái sự gì đấy để bảo hộ để chúng ta có thể, nếu như mà chư vị nào mà muốn cúng ở ở khi mà chúng ta cúng dường su ở nghĩa trang, chúng ta phải tự bảo hộ được ta thì có những cái nghi quỹ có thể bảo hộ được bản thân mình, chứ không thể cúng dường như như Two quý more vị nói. questions actually. The Om Ahum syllables, when we visualize it, does it have to be in the syllable or can it be in another language? If you can do in the Sanskrit or Tibetan, that would be great. Even if you cannot do, then in your language would be okay. One's language would be still okay. À, cái câu hỏi rằng là cái chữ Om Ahum thì bằng ngôn ngữ nào, có thể bằng ngôn ngữ nào, thì thầy nói rằng nếu bằng cái chữ Phạn thì càng tốt, còn nếu mà không thì thôi thì quán tưởng bằng cái ngôn ngữ chúng ta cũng được. Đấy, cái câu hỏi thứ hai là khi cúng dường su thì nếu mà cúng dường rất là muộn, ví dụ như là nửa đêm chẳng hạn, 11, 12 giờ đêm thì được không? Is that okay? Or it has to be completed before midnight? That's Thầy bảo là not không, có chả liên quan gì cái việc. yeah, Thầy bảo cái câu hỏi rằng là 11, 12 giờ đêm chả không có liên quan gì cả. Lúc nào được. Ừ. Nếu như mà mình không sợ gì thì mình làm lúc nào cũng được. thầy đùa, thầy đùa. Thầy bảo là thầy đùa thôi. Cúng dường lúc nào cũng được, nửa đêm cũng được. The questions, man. Thank you so much. You're welcome, yeah. Really appreciate Okay, thank teaching. you. You're welcome. Cảm ơn. Chúng con xin cảm ơn thầy mọi Should we người. do the dedication again? Okay, then we dedicate, right? Then, yeah, it is important to dedicate, in every practice. I again, Trong tất need cả to. các thực hành của chúng ta thì chúng ta In đều cần every phải practice, practice you're doing, whatever practice, Dhamma practice, regardless of whatever practice you do, right? You need three things. The first is to create the merit. To create the merit, to create the merit, we are doing all these things right. Now, the second one is what? The để second chúng ta one is hồi hướng, để có thể tất cả realizing true. cái hồi hướng tất Realizing cả true, những cái realizing right. mà cũng hồi Because hướng tất if you cả do the những job, cái your công đức energy is mà increased. chúng ta tạo You được, need và to thứ create the hai là chúng merit. ta phải hoan hỷ. See, this merit that we have created need to be increased. Thế thì khi mà chúng ta hoan hỷ thì cái công And đức then của chúng ta tạo once được nó we càng to lớn, increase that merit through và khi mà rejoicing, chúng ta fasting, tăng trưởng that cái công đức merit của chúng ta được fuels thông the qua strike. được cái việc So hoan hỷ, therefore, thì we do the dedication. để And cho the dedication cái sự means hoan that hỷ đấy nó first không bị mất đi, thì chúng ta phải we hồi have hướng ngay lập tức. that we have rejoiced. Vì chúng ta That is now dedicated. So we need three things, bây giờ right? mà Creation chúng of ta merit, cần ba thứ đúng không? Đầu tiên tạo ra công đức. the motivation, rejoicing,
Tức là bằng cái việc mà chúng ta khởi cái động cơ chân chính, rồi sau đó thì chúng ta hoan hỷ và chúng ta hồi hướng. Sāng sū yung wā jīng bō tā, nāng wā xīn tō tā bā yāng, sīm jē tā tō mē bā yī, nā mā yī zē shī yāng shū, jī zē nāng wā nē wā tā, dō wā tē sē nē gyō nē, tē sē tā yāng nē gyō nē, dō wē tōng yī sē wā rē shū. Rāmbē bā yuñ jē tā rā khyāṃ bā tā, guñ tō sāṃ bō tē yāng tē shīn tē, tē tā kyuṋ kē jē sū tā lō jī, jī wā tē tā tam jē rā tō ngō. Tī sōng shē bēng kia wā tam chē kī ngō wā kāng lā chō tō ngā pā nē ān tā kī kē wē tsā wā tī kī kiāng sāng bō chū chī rāb tō ngō wā rā kī mī mē tsē wē tē chīng chē rē sē tī mē kēng bē wā mbō chāng bē yā kāng chē kī wē tsū kiāng tsōng kā pā lō sāng chā bē xā lā sō wā tē. Thank you. Okay, thank you. Please, one of the students would like to offer flower for you. Thank you. Doctor, can you help? Okay, thank you, thank you. Thank you, Jesse, so much. I would like to offer this flower to you. Okay, thank you. Thank you. Yeah, thank you. And together. And so, yeah. Okay. Beautiful. Wow. Yeah, thank you. Yeah. Wonderful. Yeah. Nice flower. Good. 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 Beautiful. Yeah. Yeah, and okay. Thank you. Yeah. Appreciate. Yeah. Cảm ơn thầy, cảm ơn ban tổ chức ạ. Ba một chút. Okay, thank you. Cảm ơn mọi người ạ. Yeah. 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 Thank you. Okay, thank you. Thank you. All right.